Con xin hỏi thầy phải xử trí như thế nào khi có một nhà tu hành có tình cảm đặc biệt với mình? Thường thường là mình có tình cảm với người tu, bữa nay ngược lại người tu có tình cảm với mình. Cái đó cũng đâu sao, người tu mà có tình cảm thì mới là người tu. Nhưng nếu mình thấy cái tình cảm đó nó có cái chiều hướng là không lành mạnh, nó có cái tình cảm mà không phải là thánh thiện, thì tự mình phải biết rút. Ví dụ mình thường tới lui chỗ đó, nhưng để bảo vệ cái đời tu của vị đó, chúng ta nên tìm chỗ khác. Tại sao? Không phải là mình nói ủa như vậy mình sợ sao? Mình không sợ, mình làm gì? Mình đổ thừa cho nghiệp. Cho nên mình đi cũng không phải là không tốt, chỉ qua là mình muốn trợ duyên cho vị đó tu cho trọn vẹn. Còn nếu vị đó chưa chuyển được cái nghiệp đó thì không mình thì cũng người khác á, thì thôi thà ai đó không phải mình. Tại vì mình là Phật tử ý thức, mình sống mình phải có ý thức. Nếu việc đó cái chuyện người ai đó có tình cảm với mình là chuyện bình thường, ngay cả mình có thương, mình có tình cảm với người xuất gia cũng là chuyện bình thường. Tại vì mình là một con người mà, nếu mình tu đến chỗ vô tri vô giác thì đâu đúng. Nếu mình tu mà biến mình thành vô tri vô giác, vô cảm với tất cả mọi người, mọi việc là không đúng rồi đó. Đó là mình tu không đúng rồi. Nhưng mà cái tình cảm của mình phải có tình cảm, nhưng đó là không phải tình cảm riêng tư, mà cái tình cảm của mình là phải tình cảm của từ bi của bình đẳng. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới chì. Mình thấy dường như có, nhưng mà cái có đó không dính mắc. Mình thấy dường như không, nhưng mà trong không có rất nhiều tình cảm. Có một vị đó nuôi một thầy tu, thì hôm nọ muốn thử lòng thầy đó, cho nên gọi một cô gái đẹp tới ôm thầy đó. Và khi con ôm thầy đó xong rồi, con hỏi thầy đó bây giờ thầy cảm thấy làm sao. Thì khi mà ôm xong rồi thì thầy đó chứng tỏ mình là một thầy tu thứ thiệt. Cho nên thầy đó trả lời: tôi bây giờ như một cây khô dựa trên một vách núi lạnh. Nghĩa là cây khô mà giữa núi lạnh thì còn gì nhỏ nữa không? Khô mộc ỷ hàn nhạm, tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút hơi ấm nào. Nếu mình mà nghe thầy tu mà đến lạnh tim đến như vậy là mình sẽ thấy thầy tu tuyệt vời. Tu mà hết tình hết cảm như thôi, vô cảm vô. Xong rồi thì nghe như vậy thì cô gái trở về báo cáo cho bà cụ đó biết. Bà cụ nói thầy này tu chưa tới. Cho nên bà cụ không có tiếp tục nuôi dưỡng. Một thời gian sau thấy cũng tội, lang thang, thôi kêu về nuôi tu tiếp. Tu thời gian nữa kêu một cô gái đẹp hơn cô hồi trước nữa ôm thầy lần nữa coi. Ôm thầy xong hỏi: bây giờ thầy cảm thấy làm sao? Thì lúc này thầy trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Như vậy thì khi mình ôm nhau á, bà già đó là người thứ ba, bà đâu có cảm giác được hai người yêu nhau. Thành thử ra nếu ôm nhau mà tôi biết cái ôm này, cái cảm nhận của tôi như thế nào, chỉ có tôi biết. Cô ôm tôi, cô cảm nhận làm sao? Cô biết. Nghĩa là hai người chứng chứng ngộ nhận được cái đó, chứ còn người thứ ba đâu có biết. Ở đây thầy thầy đó là trả lời cao siêu rồi đó. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Khi mà về báo cáo lại, bà nói đây, bà này mới nói bây giờ chì rồi đó. Đấy không? Bây giờ chi rồi. Cho nên á, tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu
Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Pháp Hòa được duyên gặp lại sư bà. Thì khi mà hỏi chuyện đó, thì sư bà kể cái năm tháng sư bà ở tịnh xá đó, thì chắc chắn rằng sư bà với Pháp Hòa đã từng gặp nhau cái thời điểm đó. Mà tại lúc đó mình nhỏ quá. Thì Pháp Hòa kể lại là sư phụ của sư bà cũng là sư phụ của Pháp Hòa, họ quy cháu Hòa hồi 7 tuổi. Thì ngày trước đó, ngày hay nhập thất lắm. Mà trong đầu Pháp Hòa còn nhớ rất rõ cái hình ảnh của cái thất đó, của cái sàn gỗ đó. Và ngài thường nhập thất. Và hồi nhỏ Pháp Hòa đi tịnh xá đó, Pháp Hòa hay được phân chia công tác là lãng vãng ở cái thất đó để làm tình báo. Cô nào mà tới gần phải báo cáo nghe không? Thì Pháp Hòa đi tới đi lui cái thất đó, và có những cô thay đi tìm sư để có cái tình cảm. Nhưng mà thưa đại chúng, cái hình ảnh của cái ngôi thất đó và cái câu mà viết ở ngay cái bảng trước thất đó, Pháp Hòa không sai, không quên một chữ. Cái câu đó như thế này: quý vị thấy gì không, tu tịnh miễn vào. Đó là nói với các cô đến với mình đó. Quý vị thấy gì không? Một ông sư đang ngồi thiền bên trong, một người đang ngồi thiền, đang tĩnh tu. Quý vị thấy gì không? Thì cái chữ thấy gì không đó, nó là một thiền ngữ. Vậy thì trong cuộc sống của mình đó, mình sống với nhau, mình có thấy gì không? Đâu phải chỉ để dành cho sư đâu. Một người thân của mình đầu tắt mặt tối, đi làm một nắng hai ba sương, mình về ở nhà mình không vụ gì hết, bừa bãi, mình có một câu thiền ngữ, có thấy gì không? Hay là không thấy? Một đống quần áo dơ, không giặt, thấy gì không? Một cái nhà quá trời bừa bãi, thấy gì không? Ông thầy trụ trì làm từ sáng tới tối, chúng ngồi đánh cờ uống trà chơi, hỏi chỉ ra coi, thấy gì không? À, thấy ông thầy đang dọn dẹp. Quý vị thấy gì không? Tu tịnh miễn vào. Mình thương cái người đó, mình thấy được cái đời tu của họ, thì mình phải yểm trợ. Mình yểm trợ. Tại vì tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Cho nên cái tình thương đó, cái tình cảm đó, nó sẽ đẹp nếu mình với thầy chưa tới với nhau. Tại vì mình thương vị đó là tại cái hình ảnh của người đó. Nhưng mà tại vì người đó đẹp như vậy mình mới thương. Nhưng mà tại vì mình họ đẹp là tại mình thấy xa xa đó, chứ thấy gần mụn không à. That's why mình ngồi xa vậy nè. Để xa để thấy đẹp đẹp mờ mờ thôi. Cho nên vị xuất gia đó có thương mình hay mình có thương người đó, chuyện rất bình thường, không có gì trở ngại hết. Vì chúng ta là một con người có trái tim biết rung cảm. Nhưng sau đó tuệ giác nó soi tới, mình đang thương ai? Mình đang thương một người tu. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi, về xây mộng với em đi. Mình có quyền nói như vậy. Nhưng mà tại thầy có tuệ giác cao cơ hơn mình, thầy cũng sẽ đáp lại. Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thầy cũng chịu chơi đó.
Tại vì nếu thầy có thể viết là thôi đừng níu kéo để thầy đi, nhưng mà thầy muốn đối lại, tại cô đáp là thôi thôi về xây mộng với em đi, thôi mình không tới được với người ta, mình cũng xin anh lần cho nó ngọt. Xong rồi thì gì, đường ai nấy đi đó, tội giác rồi đó. Cô đi đường tội, tôi đi đường tội. Hồi chiều hôm qua vui lắm, khi mà tới chùa thăm viếng xong thì hòa thượng đi một cái ngã hơi xa, nhưng mà thật sự phải quẹo cái ngã này gần, cho nên quý vị chỉ Pháp Hòa quẹo qua đây cho nó gần, thì đông quá cái Pháp Hòa nép qua bên đợi hòa thượng tới. Cái quý thầy hỏi làm gì vậy? Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Cho nên cái chuyện mình có thương ai rất bình thường, chỉ sợ mình không thương thôi. Có một người đệ tử tới thưa thầy, con giận sư huynh kia, con buồn sư đệ nọ. Người thầy nghe vậy, người thầy nói ồ, vậy thầy cũng mừng, tại con tu chưa đến nỗi con vô cảm. Con giận có nghĩa là có lúc con hết giận, và con đã giận, con đã thương, con đã thương cho nên con có giận. Cho nên giận thì giận, mà thương thì thương, anh sai hoài em đâu có chịu nổi. Chuyện bình thường. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái bài kệ Pháp Hòa làm để khi rửa chén đỡ bực bội. Có nhiều khi mình rửa chén mình cũng hối hận, ăn có một chén rửa nguyên thao. Cho nên nhiều lúc rửa chén cũng hối hận lắm ấy. Biết vậy nãy đi về cho rồi, trên đường mua ớn mì có bộ hạnh phúc hơn. Bây giờ viết cái bài rửa chén để ngay đó. Mỗi cái chén là một vị Phật để mình tắm. Mỗi một cái chén mình rửa là rửa cái tâm mình. Và mình thấy rằng cuộc đời này, sự tu tập là một quá trình, hết cái này tới cái khác. Thì cuộc sống cũng thế thôi, trường gian sống sao dồn sống trước. Mình đi trong một cái dòng sông dài gọi là trường gian. Và quý vị có thấy rằng cuộc đời mình mãi tới giờ phút này quả thật là trường gian sống sao dồn sống trước không? Hết cơn sóng này thì lại một cơn sóng khác. Mình không có khả năng để dừng cái sóng, nhưng mình đủ khả năng đi với sóng, lướt với sóng. Mình không có khả năng làm cho sóng không có mặt. Mình không có khả năng làm cho trời không oi bức, nhưng mình có khả năng cầm cái quạt để quạt cho mình mát hơn. Mình không có khả năng làm cho cái thời tiết nó đừng lạnh, nhưng mình có đủ khả năng tìm những chiếc áo mặc cho nó vừa đủ ấm cho mình. Mình không có khả năng chuyển cảnh, nhưng mình đủ khả năng chuyển tâm. Mà tâm mình chuyển rồi thì cảnh sẽ chuyển theo. Hồi đó mình bực bội, mình gào thét, trời ơi trời, từ nhỏ tới lớn tôi nhớ tôi đâu có ở ác, mà sao tôi toàn gặp gì đâu không. Nếu mà không có gặp gì, cái mình nói trời ơi đời tôi chán quá, không có gì để gặp. Lâu lâu gặp nhau hỏi khỏe không, có gì lạ không, chán phèo, không có gì lạ hết. Bình thường, chán nhất. Nhưng mà bữa nào có gì mà nó bất thường hay sao? Trời ơi trời, tôi muốn bình thường mà sao không được. Cho nên cái việc ai thương mình không có sao hết, nhưng mình tự phải biết mình là ai và người thương mình là ai. Và nhiều khi cái vị đó mình trân quý tình cảm, nhưng sau đó mình biết nuôi dưỡng, yểm trợ cho vị đó tu tập trên con đường. Tại mình biết nếu mình đến với người đó và người đó đến với mình, nếu mà có hạnh phúc thì chỉ có hai người thôi. Còn nếu vị đó tu thành công thì hạnh phúc nhiều người.
Pháp Hòa nhớ năm Pháp Hòa 14 tuổi, trước khi được đi xuất gia thì Pháp Hòa làm thị giả trong một cái khóa hạ. Lúc đó quý vị biết không, toàn nước Canada, toàn nước Canada, mà mời luôn cả bên Mỹ qua an cư được 20 thầy, hai nước luôn á, mà tổ chức lễ an cư được có 20 vị. Và Pháp Hòa là thị giả cho 20 vị, 20 chư tăng trong lúc đó. Mà hồi đó qua làm thị giả, quý thầy qua kỹ lắm, chăm sóc cho quý thầy từ miếng nước, miếng cơm, và thậm chí giặt y áo, quần áo của quý thầy, không sót một vị nào, mà không đưa nhầm đồ của ai hết. Tại Pháp Hòa có cái cách mình đem thức đồ của vị nào ra là mình đánh dấu đàng hoàng rồi ghi chú vô cuốn sổ. Thầy một, bao nhiêu đồ của thầy đó là số 1 hết, bao nhiêu thầy đó là đồ số 2 hết. Cho nên xếp xong rồi trả, xếp đàng hoàng và trả không sót một vị nào. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị, thì vị đó mới nói Pháp Hòa, thầy cho con, lúc đó Hòa đang ở dưới bếp làm việc, thì ở trên buổi giảng thượng tọa cho bài thơ. Thầy thượng tọa hỏi, quý vị ở đây có biết điệu hòa không? Điệu hòa là chú tiểu, ở ngoài Bắc, ở ngoài Huế kêu điệu, ở trong Nam kêu đạo, ở ngoài Bắc kêu tiểu. Cũng ông mà ông tiểu, ông đạo và ông điệu. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng đám cũng được kêu chú tiểu không à. Bữa đó tụng xong đi ra, cái bà cụ kia bà nhét cho mấy cái bánh ít, rồi nói, nè chú tiểu đem về ăn. Tự nhiên bà kia mới đứng nói, nè tiểu có nơi có chỗ nghe không? Chứ phải đụng đâu tiểu đó à. Mấy cái như vậy sóc hàng vậy nó nhớ lâu lắm. Thì thượng tọa mới cho qua bài thơ. Pháp Hòa không nghe, không trực tiếp ở đó để nghe, nhưng chỉ nghe bài thơ như thế này. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và thầy nói thêm, mai mốt điệu hòa được thế phát đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa. Từ nay từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Pháp Hòa đang xếp quần áo dưới bếp, có ông cư sĩ nghe xong xuống, nè nhớ ai mà ở trển thầy nói ông nhớ bóng hồng đó. Mà thiệt sự lúc đó Pháp Hòa đâu có hiểu cái chữ bóng hồng là cái gì, mới 14 tuổi ha, bóng ma thì nhớ, bóng hồng thì không biết. Nói tới vụ bóng ma thôi để chiều kể. Tại chiều tối tối rồi kể chuyện ma nó mới linh. Bây giờ cái câu hỏi là bây giờ mình có một vị tu hành thương mình, thôi thì mình cứ cảm nhận đó là một tình thương một người thầy đối với người trò. Nhưng mình cũng biết rằng để yểm trợ cho tình thầy trò này nó ở mức này thôi, nó đừng có tăng mức nữa, thì mình nên tìm nơi khác mình tu tập. Đã là tu thì ở đâu cũng được, và sự ra đi của mình không có gì gọi là phiền não, chẳng qua là yểm trợ cho thầy. Còn nếu như mà thầy trực tiếp chia sẻ gì thì mình cũng có lời khuyên, cảm ơn thầy và xin thầy nuôi dưỡng một tình cảm này của con, thầy để vào trong cái nhà băng tình cảm nữa, để thầy trở thành cái tình thương của đại đồng, của rộng lớn. Tại vì cái nhiều nó cũng từ cái một. Bây giờ con là một thôi, thì thầy hãy để con vào cái nhà băng từ bi đó của thầy. Đến khi nào thầy sẽ trở thành một người có tình cảm, tình thương với tất cả, đại đồng nó lớn hơn. Còn nếu mà đơn giản nữa thì mình chỉ viết một câu thôi, tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tóc mai sợi ngắn sợi dài, thương nhau chẳng được mới nhớ hoài nghìn năm. Con xin thầy giảng cho hội chúng được nghe về bài thức ăn của vô minh. Thì cái này hồi nãy Pháp Hòa cũng có thưa rồi đó. Thức ăn nào
cũng là cần phải ăn hết. Đoàn thực cũng phải cần, xúc thực cũng phải cần, thức thực cũng phải cần, tư niệm thực cũng phải cần. Đoàn thực là mình ăn để vô miệng, nhưng đâu có nghĩa là mình không ăn, phải ăn chứ. Nhưng mình phải ăn với tuệ giác, phải chánh niệm. Cái gì hợp với mình, cái gì không đưa đến bệnh tật, cái gì sẽ đưa đến khó khăn. Cho nên đoàn thực vẫn cần, không có đoàn thực mình chết. Vì chữ đoàn nghĩa là gì? Chữ đoàn nghĩa là tròn. Thí dụ như nếu mình nói theo văn hóa người Ấn á, thì người ta ăn, người ta lấy cái tay người ta tém, tém cái thức ăn nó tròn tròn, tròn vậy, gọn vô miếng, người ta bỏ vào miệng vậy, là cũng là hình thức đoàn thực. Còn mình bây giờ là mình múc từng phần đủ cái miệng mình đưa vô, cái mình nhai nhuyễn rồi mình nuốt, thì tất cả hình thức đó đều gọi là đoàn thực hết. Như vậy thì chúng ta cũng cần đoàn thực, nhưng phải có chánh niệm. Vì không thì có những thức ăn sẽ làm mình bệnh hoạn. Rồi giờ tới xúc thực. Xúc thực là tiếp xúc. Tiếp xúc qua mắt, qua tai, qua mũi, qua miệng. Mình cần không? Ví dụ như mình muốn nhìn hình Phật thì mình phải có mắt mình nhìn. Nhưng mà vì mình tiếp xúc với hình ảnh Phật cho nên không có cái tâm gì mình khởi hết. Mình chỉ khởi tâm cung kính. Còn nếu mình tiếp xúc với một hình ảnh không lành mạnh thì cái tư tưởng khác nó gia vào. Tại vì mình nhìn hình gì thì phát sinh cái ý tưởng đó, cái tác ý đó. Vậy cho nên phải cần có chánh niệm trong khi xúc thực. Thí dụ mình lắng nghe, mình nghe những câu chuyện người ta nói, mình phải có chánh niệm để biết rằng mình đang lắng nghe và nghe những câu chuyện, nghe mà không nghe. Nó có bốn cách nghe nha. Nghe mà không nghe là nghe người ta nói, nghe người ta nói nhưng mình biết rất rõ những cái này nó không cần thiết để mình đưa vào cái sâu sắc của nghe, cho nên chỉ nghe người ta nói thôi mà không cần lưu. Vì vậy cho nên nếu như mà mình ăn bất cứ xúc thực, tư niệm thực. Còn thức thực là gì? Thức thực là mình nhận thức, so sánh, mình đem phân biệt. Vì vậy cho nên cái nào cũng là cái chuyện rất thường trong cuộc sống chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có đủ trí tuệ, tuệ giác để chúng ta soi vào mọi thứ. Giống như mình hàng ngày mình có những cái nhu cầu căn bản: ăn, mặc, ngủ, ở, đi vệ sinh. Đó là những việc căn bản của con người: ăn, mặc, ngủ, ở. Nhưng mà người có chánh niệm thì ăn, mặc, ngủ, ở đủ cái mình cần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đại chúng trước khi đi du lịch, mình có cần soạn hành lý không? Rồi quý vị có suy nghĩ mình sẽ đi bao nhiêu ngày không? Suy nghĩ bao nhiêu ngày để làm gì? Để lấy quần áo, vật dụng đủ thời gian mình đi thôi. Có ai mà soạn hành lý mà mang những cái không cần thiết trong chuyến đi mang theo đâu. Y chang như cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta phải thực tập giống như mình soạn một cái hành lý gọn, vừa đủ để chuộc hành trình bao nhiêu ngày thôi. Thậm chí một cái áo lạnh mà quá dày, chúng ta mang theo nó kình càng, chúng ta còn để lại mang một cái gì nó gọn thôi. Thì vì vậy thì mình lấy cái ý đó, đó cũng giống như cuộc sống của mình đó. Chúng ta thu gọn những cái nhu cầu của chúng ta đó. Như hồi sáng và thưa Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái chuyện như vậy để tìm tòi ra được một bài học cho cuộc sống của mình. Phật hay dạy mình đó là sống theo cái nhu cầu cần thiết, cũng giống Pháp Hòa nghĩ mỗi lần mà đi đâu và soạn quần áo, soạn vali đó, thì Pháp Hòa luôn luôn biết là mình sẽ đi bao nhiêu ngày và cái chuyến đi này mình làm gì để mình soạn những vật dụng mình đem theo cho nó đúng với cái chuyến đi. Thì cũng y như vậy. Nhưng nếu mà nói về cái chúng ta muốn thì thôi, vô cùng vô tận cái mình muốn mà. Nhưng mà thật sự cái mình cần thì bao nhiêu? Rất là hạn hẹp, rất là ít, không có cần nhiều đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta thường hay quên lãng cái nhu cầu và cái tham cầu,
và chúng ta bị cái tham cầu nó lôi, cho nên cái nhu cầu đó lại bị lấn. Vậy thôi. Cho nên chữ vô minh là gì? Không tỏ rõ cái việc mình. Bất cứ gì chúng ta sống trong đời này chúng ta cần á, không có bỏ gì hết trơn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết được mình đang làm gì, để chúng ta chuẩn bị cho nó đúng thôi. Thí dụ tụng kinh tốt không? Tốt không? Tốt. Nhưng mà phải biết giờ để tụng chứ. Hoặc là thậm chí quý vị tụng 2 giờ sáng cũng sao hết á. Tại đi làm về 1 giờ, đi làm về 1 giờ khuya. Bây giờ chỉ có 1 giờ nhất, duy nhất là tụng kinh 2 giờ. Tụng giờ 2 giờ cũng chẳng có sao hết, không có sai gì hết, cũng không có sợ Phật không chứng gì hết. Nhưng mình phải biết giờ đó bá gia, bá tánh, người nhà mình, hàng xóm người ta đang ngủ. Mình đừng có chuông mỏ gì hết, xài một cái mỏ của mình thôi. Mà cái mỏ này cũng gõ nhỏ nhỏ vậy đó, chứ không phải là chí tâm đánh lễ. Thì ngay cả không cần sử dụng chuông mỏ, chỉ tụng kinh mà trong cái thầm lặng, trong cái nhẹ nhàng, âm ba nó vừa chừng, thậm chí tụng thầm, thậm chí niệm Phật trì chú, miễn là có hành trì đúng cái thời khóa mình quy định. Nhưng tự chúng ta biết giờ giấc, bao nhiêu người xung quanh mình. Như vậy thì cái chuyện tu tập không sai, nhưng chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta thực hiện tu tập của mình, thì người ta cho mình là vô minh. Mình tu người ta chống bán mình, cái nói trời ơi sao tu nghiệp nặng quá, tu mà âm binh đâu, quỷ sứ đâu xung quanh mình chống đối mình. Thì mình phải nhìn lại cách tu của mình. Mình nhìn lại cách tu của mình. Mình nghe Pháp thì mình cứ nghe, mà nếu mình biết khuya rồi người ta cần ngủ mà cứ dặn sùm lên hỏi mớ chi, để cho Pháp âm vang dội. Đúng rồi đó, đúng nghĩa Pháp âm vang dội rồi đó. Hỏi làm gì? Tôi đang chuyển Pháp. Người ta nghe riết ta không chịu nổi, ta chuyển phòng. Chuyển phòng không chịu nổi, ta chuyển nhà. Rồi cái mình đổ thừa, nó chắc tu đổ nghiệp. Đổ là tại vì mình không biết cách, cho nên nó mới tràn lan tùm lum vậy. Cho nên cái nào cũng làm được hết. Cái gì chúng ta sống ở đời, Phật không có dạy mình bỏ gì cả, cứ sống bình thường. Nhưng cái quan trọng là mình có tuệ giác, có chánh niệm, thì làm cái bình thường đó đây là trở thành cái phi thường. Mình cứ bình thường, cứ nói chuyện bình thường. Có nhiều Phật tử nói trời gặp quý thầy nói gì sợ quý, sợ có sợ tội quá. Thôi nãy giờ đâu nói gì đâu. Thí dụ như thay vì ta thuần thành, ta đi chùa ta nói bạch thầy, mà nó không biết trời đất thì nó thưa thầy cũng được nữa. Thầy lãng quạng mình thưa. Là kêu thưa thầy. Thì cái chữ thưa chữ bạch nó cũng giống thôi. Nói sao Phật tử đi chùa ta nói hay quá, ta đây ta gặp quý thầy nói dạ con thỉnh thầy độ trai độ ngọ, thí dụ vậy. Không biết mình nói thường đi, con mời thầy dùng cơm. Thỉnh ổng cũng ngồi xuống ăn, mời ổng cũng ngồi xuống ăn, thậm chí nó e ngồi ăn đi cũng được. Tức là mình đừng có ngại, mình miễn làm sao mình hiểu mình đang nói gì, từ ngữ bình thường cũng không sao hết, không cần phải bài bản gì. Có nhiều khi ta hỏi con muốn việc nọ việc kia khấn sao thầy? Pháp Hòa thường không có chỉ mấy vụ đó. Pháp Hòa nói khấn là gì? Là cái lòng của mình muốn sao mình nói như vậy. Còn bây giờ Pháp Hòa viết một bài cho quý vị đọc là bài của Pháp Hòa. Mình xin người khác chỉ cho mình khấn là bài của người ta. Còn mình muốn khấn gì tự lòng mình. Tự mình. Mình đang gặp khó khăn gì, mình muốn nguyện cầu gì, lòng mình sao mình nói y vậy. Xin Phật phù hộ cho con trai của con, nó tỉnh táo lên, nó biết lo làm ăn, lo cho gia đình. Đó, mình nói chuyện bình thường vậy thôi. Chứ đâu cần thầy chỉ chi mấy cái đó. Tại vì đó là giờ phút mình tiếp xúc giữa Phật với mình. Mình đưa cái lời khấn nguyện mình lên thành một cái ước nguyện. Vì cầu nguyện là gì? Mình đưa cái tâm tư mình thành một cái ước nguyện, không cần bài bản của ai. Cho quý vị Pháp Hòa biết rất nhiều cái chuyện như vậy đó.
Rồi bây giờ này bắt chước nha, mà bắt chước nghe ông kỹ đó. Nghe Phật tử người ta chúc quý thầy, chúc quý thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Bắt đầu viết vô, chúc chúc thầy pháp hòa, pháp thể bi an, chúng sanh vị độ. Con xin cúng dường. Cúng dường là cúng cái giường á, viết chữ giường đó đó. Pháp hòa nói, pháp hòa mà biết người nào qua sẽ trả tờ giấy này lại, nói thiếu mền gối. Không biết chữ Hán thì thôi đi. Viết bình thường, chúc thầy sức khỏe, bình an. Viết cái câu gì mình biết đúng chính tả, mình nói đúng chữ viết chính tả. Trời ơi, nghe ta nói vậy đó, rồi cứ viết vô, đọc tôi tức cười lắm. Chúc thầy pháp hòa vô minh vạn tuế. Trời ơi, vô minh con ngày là muốn chết. Viết cho bà viết kiểu vậy. Pháp hòa mà bữa nào mà gom lại hết mấy cái thơ tình kiểu đó đó ha, đọc quý vị nghe quý vị cười chết luôn. Mình đọc là mình hiểu rất là muốn nổi cái bài thơ mà truyền đăng của Pháp Hòa đó. Không biết nghe làm sao mà thỉnh thoảng mà thấy trên mạng viết lên trật lất ở trên, mà nghe không kỹ cái chữ đó, mà cái chữ mà mình viết không trúng thì nó thành cái nghĩa khác. Thí dụ như chúng sanh dị độ, VD, chữ dị này là dễ, chúng sanh dễ độ. Còn nếu mà nói chúng sanh vị độ, chữ V, chữ vị là không thể. Thay vì nói chúng sanh dễ độ mà viết thành chữ vị là chúng sanh không thể độ. Có nhiều người nghe tên Pháp Hòa chứ cũng đâu biết là Pháp Hòa đâu, viết thầy Pháp Hòa. Kính gửi thầy Pháp Hòa. Viết xong rồi Pháp nói em đâu có quà gì để phát. Có nhiều khi đưa lên nói sao cô không cho em quà để em phát. Thầy Pháp Hòa. Có một cái cô đó, bữa hôm đi chợ gặp cổ nè, 30 năm mới gặp lại. Trời ơi, thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa. Đẹp trai tôi uổng vậy cha nội. 30 năm gặp lại đó. Nhưng mà mình sẽ lấy những cái đó làm cái niềm vui của sự tu tập. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Vi tiếu. Tiếu là cười. Vi là gì? Vi tế. Nãy giờ quý vị cười là quý vị cười hoan hỷ. Nhưng mà sau một nụ cười hoan hỷ đó, mình thấm mình lại và mình nghiệm lại cái câu chuyện, cái mình thấy lúc đó mình chỉ không cười nữa, mình sao? Mỉm cười thôi. Nhà Phật gọi cái mỉm cười mà tâm đắc á, mỉm cười mà tâm đắc gọi là vi tiếu. Thí dụ ha, mới bữa hôm có một cô chạy lên xin chụp hình. Thầy cho con xin một tấm. Pháp Hòa nói không, người ta 6 tấm không à. Người ta 6 tấm rồi còn con tấm vậy. Đó, quý vị nghe xong quý vị cười phải không? Xong bây giờ quý vị nghiệm lại. Trong cái chơi mà có cái lý, đời người ai cũng 6 tấm. Sau mình cười xong rồi mình nghiệm lại câu nói đó thì mình thấy sao? Tâm đắc. Pháp Hòa ví dụ chuyện đó thôi. Thì khi mình mỉm cười, mình ngẫm nghĩ, mình mỉm cười, mình lắc đầu, mình tâm đắc, thì cái lúc đó đó, mình mỉm cười lúc đó đó, thì gọi là vi tiếu. Và trong cuộc sống này có rất nhiều những chuyện đó xảy ra, và chúng ta chỉ cần dừng lại 5-10 phút thôi để mình quán chiếu cái việc đó, mình thấy mình sẽ tâm đắc được một vấn đề. Mình sẽ tâm đắc được vấn đề mà nhiều lắm. Rất nhiều việc như vậy. Con kính nhờ thầy giải đáp giúp con và tất cả Phật tử được biết như thế nào gọi là Phật hóa gia đình.
Bản thân con là một người Phật tử rất thích nghe Pháp, rất tin vào nhân quả. Tuy nhiên, mỗi lần đi chùa hoặc mở Pháp ra nghe thì nhận được những lời lẽ không vui từ phía gia đình. Cái chữ Phật hóa đó, nếu mình nói cho đủ chữ, là Phật hóa phổ. Thì có chữ phổ để làm gì? Để nói nó rộng rãi. Hồi xưa mình có một cái hệ thống mà ngày nay nó là gia đình Phật tử đó. Trước đó không gọi là gia đình Phật tử, trước đó gọi là gia đình Phật hóa phổ. Nghĩa là làm sao đem Phật Pháp phổ hóa trong nhân gian, trong gia đình. Vậy thì cái phổ hóa này á, nó hóa, chữ hóa này là gì? Là hóa độ, là cảm hóa. Cảm hóa một cách rộng rãi người thân mình bằng mọi hình thức. Thì người Phật tử, cái bổn phận của mình là Phật hóa gia đình. Còn bổn phận của chư Tăng là Phật hóa xã hội, đời sống. Tại vì mình, quý thầy truyền đạt cái ý tưởng đó, mình đem về mình Phật hóa gia đình. Pháp Hòa ví dụ, trong gia đình của mình có nhiều người chưa ăn chay được, nhưng nếu mình ăn chay mà mình không lo nấu cho các vị đó, không nên. Vì đó, cái chuyện chăm sóc gia đình đó là bổn phận của mình. Đừng vì cái việc tu hành của mình mà bỏ cái bổn phận. Mình bỏ bổn phận mình thì mình thiếu cái kết duyên với người thân, thì làm sao cảm hóa họ được. Cho nên á, cái tinh thần của Bồ Tát, tinh thần của Bồ Tát là không phải ngồi ở trên núi, mà phải đi vào trong đời để cảm hóa chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta cần có cái tinh thần Phật hóa. Tức là làm sao mình đem cái tâm tư, cái giáo pháp của Đạo Phật đi vào nhẹ nhàng trong đời sống. Ví dụ, gia đình chưa ăn chay được, mình vẫn nấu mặn, nấu cho các vị ăn bình thường. Nhưng bây giờ một ngày 4 món, thì trong đó sẽ có một món hoàn toàn không thịt, không cá. Thí dụ mình nấu thịt kho gì đó, mình làm một tô canh rau, tàu hũ. Tức là mình len lỏi trong ba sẽ có một món chay. Gia đình mình đốn với tiền vàng bạc rất là nhiều, không thể bỏ, đó là tập tục. Bây giờ mình sẽ đốn và mình sẽ giảm bớt, đốt để tượng trưng. Gia đình mình cúng giỗ, nếu bây giờ vẫn cúng giỗ mà cúng một bữa giỗ chay, chưa thể đãi hết khách ăn chay thì cúng một bữa chay thanh đạm, còn khách thì tùy hỷ gia đình. Còn nếu mà gia đình chưa làm được, chưa chấp nhận được, thì trong các món kia cũng có món chay. Đây là Pháp mới nói chuyện ăn uống cúng quải thôi. Cái quan trọng nữa là gì? Đó là cách sống của mình. Cách sống của mình. Không phải quý vị ngồi đây mới gọi là thuyết pháp đâu. Mình thuyết pháp trong đời sống của mình, đời sống ngay giữa con người với con người, thuyết pháp này nó trực tiếp hơn, nó hay hơn nữa. Tại vì có những người họ gần mình á, cái cách sống của mình là một bài pháp. Còn cái đây không, cái này lâu lâu một lần thôi. Mà người nào thích lắm, duyên lắm mới ngồi đây, chứ không phải tổ chức là người ta ngồi đâu. Chờ cái trường hợp ngồi đây thuyết pháp mà có người nghe hiếm lắm. Mà cái đời chúng sanh xung quanh mình, họ trực diện với mình mỗi ngày, họ trực tiếp làm việc với mỗi ngày, đó là cơ hội để chúng ta truyền tải giáo pháp qua cái cách sống của mình, qua cái ngôn từ của mình. Cho nên Phật hóa gia đình bằng cách nào? Bằng ngôn ngữ, bằng cách sống, bằng cái cách mình sắp xếp cho gia đình. Những cái gì mình chia sẻ được cho ai, mình làm để cho người khác thấy. Nhiều khi người ta không nói ra đâu, nhưng mà cách sống của mình á, người ta cảm nhận được hết mình là như thế nào. Cho nên cái từ Phật hóa đó, Phật hóa gia đình rất cần. Bây giờ ta nói nè, Phật hóa tang lễ. Tang lễ cũng phải có Phật hóa. Tại sao? Mình sẽ làm
tang lễ theo chánh pháp, giảm những cái ồn ào kèn trống, thỉnh quý thầy tụng một thời kinh. Nhưng mà trước khi tang, thỉnh quý thầy cho 5-10 phút pháp thoại, khai thị cho gia đình, để cho gia đình ý thức. Rồi trong cái nghi thức mình tụng phải chuyên chở được ngôn ngữ mà người khác hiểu được mình đang tụng cái gì. Thí dụ mình tụng khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim triêu bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tảo nhất tao, nghe rất là hay. Nhưng ở dưới nó đâu hiểu mình tụng gì. Bây giờ cũng cái bài đó, mình đọc lại. Cũng cái bài đó mình đọc lại bằng tiếng Việt. Biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người ơi mi chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Biển khổ mênh mang, biển khổ mênh mông nghiệp đã mang, hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng, hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời khỏi bờ mê bến giác sang. Thì ở dưới đó ta nghe xong, chỉ dù chỉ 5 giây tỉnh thức thôi, đúng ha. Biển khổ mênh mông nghiệp đã mang, hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng, hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời khỏi bờ mê bến giác sang. Rồi qua một cái đoạn khác mình thỉnh, lúc người ta châm trà thì mình lại tổng cái, mình đọc một câu rất là hay, không có gì sai hết. Cái câu đó là: phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Ở dưới nghe cũng gần nho hay, nho ngon. Nhưng nếu mình muốn Phật hóa họ hết, hồi nãy chỉ những người hiểu Hán thôi, hiểu chữ nho thôi, còn những người không biết thì ở dưới nó không có hiểu gì hết, thì bây giờ mình Phật hóa họ hết. Mình Phật hóa họ bằng một cái bài kệ tiếng Việt, cũng cái bài đó, nhưng bây giờ mình đọc bằng tiếng Việt. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Ở dưới nó gật gù, nói giờ ba bay trước, con lướt bước theo sau. Thành thử ra mình Phật hóa người ta là như vậy. Cho nên chữ Phật hóa là mình cảm hóa, không phải đợi ở bài thuyết pháp, mà mình khéo léo bằng tất cả mọi nơi. Người ta thờ ông Táo và người ta quan niệm rằng ông Táo sẽ vì người ta báo cáo, cho nên người ta không dám rút chân nhang. Người ta để chân nhang đủ hết để cuối năm người ta đốt một lần, để ông Táo đem lên trình ở trển, ở dưới này cúng bao nhiêu nhang. Rồi có một ngày nọ, nhang nó phực, nó cháy, nó cháy cái nhà cái ông Táo ngồi chờ mình xây nhà khác đi báo cáo. Thì bây giờ mình nói ông Táo là gì? Ông Táo là ông thần bếp, ông thần lửa. Mà lửa là giữ ấm, lửa là giữ ấm. Vậy thì con hãy giữ ấm gia đình bằng một buổi cơm chiều có mặt cho nhau. Nhà nào còn thổi bếp nấu cơm chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mỗi người hộp cơm, mỗi người cái laptop, mỗi người cái iPad vô phòng, thì nhà đó là ở trọ, tại vì mỗi người có mỗi hướng. Như vậy thì cái ông Táo đó là nhắc nhở mình giữ lửa. Giữ lửa là giữ ấm gia đình. Cho nên mình làm sao mình Phật hóa được gia đình.
theo cái khéo léo của mình mà không cần phải qua hình thức tu hành gì hết. Có nhiều Phật tử nói ồ, tôi ở nhà trọ không có chỗ thờ Phật. Pháp Hòa hỏi có chỗ treo bức tranh Phật không? Dạ có, treo bức tranh đi, khỏi thờ, khỏi có phải đèn nhang bông trái gì hết, treo bức tranh Phật thôi. Rồi mỗi lần đi ngang xá Phật, hay thậm chí cúi đầu. Tại vì cúng Phật có 6 cách cúng. Cúng Phật có 6 cách: cúng nhang, cúng đèn, cúng hoa, cúng trái, cúng nước. Bây giờ cái bàn thờ mình không có thì năm cái này đâu có chỗ để. Thì mình thực hiện cái cúng cuối cùng, đó là đảnh lễ tang thàn. Cho nên mỗi chiều mình tụng kinh đó, mình cúng Phật bằng cách là mình ca ngợi Phật rồi mình đảnh lễ. Đó là cúng đó, đó là một trong 6 cúng đó. Tại vì mình để bông trái mọi thứ lên rồi cuối cùng phải thi cái lễ cuối cùng là gì? Bắt đầu đảnh lễ. Đảnh lễ để nói lên con dâng các cái thứ này lên cúng. Vậy thì cái mình đảnh lễ là cái cốt lõi, cái quan trọng. Học cái hạnh của Phật cho Phật hóa đời sống của chúng ta. Pháp Hòa rửa hình Phật Thích Ca nhỏ nhỏ chừng gang tay. Sinh viên đại học, các em nó đi du học hay là ở chỗ ký túc xá, Pháp Hòa cho mỗi đứa tấm hình nhỏ nhỏ vậy. Con không có chỗ thờ trong trường đó, con để ngay bằng bàn học của con. Lúc nào con cũng nhìn thấy Phật và con biết rằng Phật có mặt bên con. Mình Phật hóa một đứa nhỏ, Phật hóa một đứa nhỏ. Và khi nào đi học, thật sự mình cũng bận lắm, nhưng mà vẫn dặn nó một câu: tụi con đi học, có gì cần liên lạc email cho thầy. Rồi tụi con cần chia sẻ, mình biết nó xa cha xa mẹ, mình biết nó không có gia đình ở đây, hoặc là thậm chí mình biết nó là những đứa tinh thần yếu kém. Dù mình rất bận nhưng vẫn cúng dường cái câu nói đó: nhớ liên lạc thầy khi cần. Tại mình sợ nó lầm đường lạc bước, mình sợ như vậy. Cho nên mình cứ nói, mình cứ nói là mình sẵn sàng có mặt khi nó cần. Cho nên thưa đại chúng, mình kết duyên với chúng sanh là sao? Nếu mình lúc nào cũng từ chối thì mình không đủ cái kết nối. Cho nên á, mình tặng cho người ta một ly nước cũng kết duyên. Người Hoa người ta nói, người Đài Loan người ta cúng dường cho sư, người ta nói vậy đó: con xin kết duyên với quý thầy. Chứ người ta không có dùng cúng dường, kết duyên thôi. Để chi? Để đời đời được gặp tăng bảo. Pháp Hòa chia sẻ với mấy thầy, Pháp Hòa thì ở tận Canada, ít khi nào được dịp mà thậm chí có những bậc tôn đức mình rất kính trọng nhưng đâu mình được gặp đâu. Các ngài lần lượt theo Phật hết rồi, Pháp Hòa cũng chưa được gặp. Mặc dù từ nhỏ mình rất quý kính quý ngài, cho nên mỗi lần mà quý ngài mất á, Pháp Hòa đảnh lễ. Giống như Hòa Thượng Tinh Vân vừa rồi ngài tịch á, cái Pháp Hòa mở YouTube cái lúc mà đưa ngài đi trà tỳ, Pháp Hòa ngay cái bàn làm việc của Hòa, Pháp Hòa quỳ xuống và đảnh lễ ba lạy, cung tiễn ngài ở từ xa. Và con nguyện đời đời kết duyên với Tăng Bảo. Quý vị có thể làm việc đó được. Mình đi ngang, cho Pháp Hòa dặn là đi, mình đi đâu đó, đi ngang cái ngôi chùa, không vô được, xe đi ngang thôi, chắp tay lại, hướng về ngôi chùa xá xuống. Dù không bước được xuống vô chùa, nhưng trên tuy mình đi xuống quê, từ ở Sài Gòn xuống Cần Thơ, Sóc Trăng vân vân, có thể mình đi ngang những ngôi chùa. Cũng giống như ở đây quý vị đi thăm viếng, thời gian gần đây quý vị có thể đi ngang những ngôi chùa, không thăm viếng được, cứ hướng về đó xa. Làm như vậy, mình Phật hóa cái tâm mình, Phật hóa cái cách sống của mình. Lâu ngày nó thuần rồi, đời sống của mình không cần nói nhiều, nhưng mà cách sống của mình nó sẽ làm nhẹ người khác. Ta thấy Phật trong đó. Cũng giống như người ta làm thơ đó, mà người ta đạt rồi, trong thơ có nhạc. Không biết quý vị có cảm được điều đó. Trong thơ mà mình đọc thơ người ta mà mình nghe được tiếng nhạc. Trong nhạc có thơ. Rồi có những giọng hát, người ta hát
mà trong tiếng hát của người ta có thơ, có đàn ở trong đó, tại cái âm ba của họ. Cho nên Đức Phật không phải tự nhiên mà Ngài huân tu. Ngài huân tu Ngài mới được. Thì chúng ta cũng thế thôi chứ có gì khác đâu. Thí dụ như ngày nay mình thuộc kinh nhiều cũng phải huân tu, nhờ không lãng phí thời gian vào những việc khác, để thời gian mình vào cái việc kinh điển sách vở. Sao người đó có thể bình tĩnh được như vậy? Tại người ta để thời gian vào sự thiền định. Còn mình mà rảnh lúc nào cái đem ra quẹt, có nhiều khi không có chuyện gì làm, selfie một cái coi, rồi cái mình quăng lên Facebook nói em đang ở đây nè, tối nay buồn quá có ai rủ đi chơi không. Ta lúc nào mình cũng kiếm sự bận rộn, mình ít khi nào mình đủ khả năng ở một mình. Lên xe là sợ cô đơn, vừa vô chưa kịp đề xe nữa, hay là vừa đề xe thôi chưa kịp ngồi ngay ngắn là bật cái nút mở nhạc lên rồi, vừa về tới nhà thôi bật cái tivi lên rồi, vì lúc nào cũng không thể chịu được sự yên lặng. Không có tội nha, không có tội gì hết, cái đó không có tội lỗi. Nhưng nếu mình muốn có được sự định thì buộc lòng mình phải hy sinh cái này, giảm cái đó. Quý vị nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng nếu mà nói lợi ích, huân tập được bao nhiêu? Được 5 phút thôi. Vì 5 phút sau là mình thầy đưa mình vào giấc mộng nha. Cho nên thầy mới nói con ơi hãy ngủ, thầy hầu ru đây, thầy sẽ đọc thơ Huy Cận cho mình nghe. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng cái sự lợi ích nó được bao nhiêu là tùy vào cái cách mình ngồi hay là mình nằm. Cho nên đây là một câu hỏi rất hay và cái điều rất cần thiết là chúng ta làm sao cái cách sống của mình. Quý vị đi hành hương trong một chiếc xe bus, có thể trong chiếc xe bus này chỉ có 5 Phật tử thuần thành thôi, còn bao nhiêu còn lại là những vị người ta chỉ muốn đi du lịch, đi thăm viếng thôi. Vậy thì 5 người đó phải có bổn phận sống như thế nào để Phật hóa 45 người còn lại? Hành hương mà, mình hành như thế nào để tỏa hương của định, của giới, của niệm. Cho nên mình, đó là bổn phận của mình. Bổn phận của mình là làm sao Phật hóa. Pháp Hòa nhớ nhà thơ, hình như nhà thơ Trụ Vũ, ông có 4 câu rất hay. Hình như là Pháp Hòa nhớ không sai là tại nhà thơ Trụ Vũ. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. 4 câu rất hay. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật. Cái Đức Phật có một cái phiến tâm rất hùng mạnh. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Hùng nhưng mà không cứng nhắc, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Tại nhạc ai cũng thích hết á. Vậy thì cũng cái hùng mạnh đó, nhưng nó đi vào trong một khúc nhạc nhẹ nhàng. Để làm chi? Để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều ấm. Một lời nói của mình giống như một dây đàn khải lên. Một cái cách sống của mình cũng là độc huyền cầm, nhưng cái đó nó đủ khả năng làm cho người khác tỉnh thức nhẹ nhàng. Bài thơ rất hay và rất có ý. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Hải triều âm là tiếng sóng, nói rất nhẹ nhàng nhưng nó đủ khả năng nó làm chấn động người khác, thì cái đó là hải triều âm. Cho nên trong phẩm Phổ Môn á, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm,
Có những lời nói rất nhẹ nhưng nó làm đủ khả năng, nó làm tính một con người. Thì lời nói đó nhẹ mà lại hại triều âm. Hùng mà không cứng ngắc, trong nhẹ nhàng như một nốt nhạc, rất tuyệt vời. Thì cách sống như vậy là chúng ta Phật hóa, nhờ chúng ta có huân tập để chúng ta Phật hóa chính mình, Phật hóa người thân, Phật hóa xung quanh. Con nghe nói các bậc chân tu nói chung là các bậc chân tu có thể nhìn thấy tâm tư của người đối diện và mọi sự vật xung quanh, phải không ạ? Sao mình biết người ta chân tu hay là cẳng tu hay là tay tu hay miệng tu? Toàn thân phải tu chứ không phải chân tu không? Miệng cũng phải tu, tay cũng phải tu, mắt cũng phải tu chứ không phải cái chân tu. Thưa đại chúng, câu hỏi là những người chân thật tu hành có phải người ta có thể thấy được cái tâm tư của người đối diện? Cái đó cũng đúng, cái đó cũng đúng, nhưng mà cũng chẳng cần phải là bậc chân tu. Chỉ cần một người sống có điềm đạm, có chánh niệm, có tỉnh thức, có thương, có hiểu, thì người đó sẽ hiểu, có thấy được mình. Nếu mà chân tu là gì? Chẳng qua là vị đó có chất liệu của hiểu biết thương yêu thôi. Cho nên ví dụ như người ta thấy được cái tâm tư mình khổ mà người ta bó tay, ta không làm gì được hết. Thật cái người đó ta nhìn mình, ta hiểu mình và người ta tìm cách người ta giúp mình. Thật là cái người mà có thương thì người đó có hiểu, và vì có hiểu cho nên họ sẽ tìm cách họ giúp mình bằng hình thức nào đó. Cho nên chỉ cần là một người có hiểu có thương thôi. Ví dụ như bây giờ trong một gia đình mình là vợ chồng con cái sống chung, cha mẹ anh em sống chung, nếu mà đợi tới thỉnh một bậc chân tu tới mới biết tâm tư của người nhà mình thì mệt lâu quá không? Mình phải làm sao mình biến thành mình là một người có hiểu biết, có thương yêu trong mỗi gia đình mình. Mỗi gia đình cần một người đó. Cần người đó để làm gì? Để hiểu được niềm đau, nỗi khổ, những khó khăn của người thân mình, để có mặt đúng lúc, đúng việc cho người thân của mình. Mình cần cái người đó hơn, mình cần cái người đó hơn. Còn mình đi tìm một bậc chân tu để hiểu tâm tư của mình, thứ nhất là hiếm, thứ hai là không cần thiết. Cái cần thiết là chúng ta làm sao mình trở thành một người sống có hiểu có thương. Người mình cần, gia đình mình rất cần một người như vậy. Mình rất cần một người chồng có hiểu có thương. Mình rất cần một người vợ có hiểu có thương. Mình rất cần những bậc cha mẹ như vậy, con em mình như vậy. Cho nên chỉ cần như vậy thôi thì mình là chân tu rồi. Tại vì sao? Tại vì cái chân tu nghĩa là người đó không vội vã hấp tấp, người đó không phán đoán, người đó không có nghi ngờ, người đó không có lên án, người đó không có những cái tật xấu tự khen mình chê người, người đó không có dễ nổi giận, người đó không có tìm mọi cách bào chữa cho cái lỗi của mình, mà người đó mở lòng tiếp nhận, biết lắng nghe. Thì đó mới là bậc chân tu. Còn phải chân tu là người ngồi thiền một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ, tụng bao nhiêu thời kinh, hay là ăn chay thế này thế kia mới là chân tu. Chữ chân là thật, mà mình thật tu nghĩa là lời nói mình chân thật, cách nghĩ mình chân thật. Mình không có phán đoán một cách vội vã, mình không có tìm mọi cách để bào chữa cho mình nếu mình có lỗi, và mình có đủ khả năng lắng nghe. Đó là những đức tính tốt của một người có biết sống. Chứ không phải là mình đi tìm một bậc chân tu, mình định nghĩa theo cái chân tu của mình là sao, người đó thế này thế kia. Chân tu là những người mà thật sự họ tu. Vì họ tu cho nên họ chuyển hóa được những cái negative, những cái tiêu cực trong lòng họ, và họ sống bằng tích cực. Đó, cho nên nếu nói đúng ra thì chân tu đầy trong nhà của mình. Nhưng mà hãy mình tu sâu, tu nhiều thì mình sẽ một là cái người biết ôm ấp gia đình mình nhiều hơn. Có nhiều người người ta khổ. Đó, bây giờ trong gia đình con mình gặp khó khăn
mà mình sống với con mình bao nhiêu tháng trời mình không hay biết, hay là vợ mình hay là chồng mình. Cho nên mình rất cần những người như vậy để mà chuyển hóa giúp đỡ cho người thân. Tại mình sống với nhau để mình mang lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc, chứ mình sống mình không làm khổ nhau. Đại chúng nhớ là cuộc đời đã khổ mà chúng ta luôn luôn đi tìm người để tìm hạnh phúc. Lúc nào mình đi kiếm người thì mình nói đó, tôi đi kiếm để người để làm khổ tôi đâu, hay tôi đi kiếm một người nào đó để tôi làm khổ họ đâu. Mình nói đơn giản là tôi đi tìm một cái người để sống có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc được bao lâu. Vì vậy cho nên những bài hát hạnh phúc mong manh nó rất là dễ hát. Điều thứ hai, con đã quy y và đang học giáo pháp của Đức Phật từ thầy của con. Con quý và tôn kính, tôn trọng, nhưng con cũng muốn học thêm giáo pháp của Đức Phật từ những thầy khác. Nếu được thì con cần điều kiện gì và con gặp ai để được hỗ trợ? Cái điều này không có gì sai hết. Tại vì mỗi thầy mình sẽ có một, giống như thầy của mình như một người cha. Và những người thầy trong đời này, mình học thầy toán, thầy dạy địa, dạy sử, vân vân. Cho nên tất cả các bậc thầy trong đạo đều là những người mình có thể học hỏi. Ngoài vị thầy mà bổn sư truyền giới quy y của mình, và vị thầy đó có đủ khả năng để hướng dẫn mình tu tập, đành rồi. Nhưng bên cạnh đó mình còn rất nhiều vị thầy khác mình có thể học hỏi. Mình những vị thầy đó, có những vị thầy mình học ở cái hạnh, có những thầy không có giảng nhiều nhưng có hạnh tu. Thầy đó dạy mình bằng thân giáo, có những thầy dạy mình qua lời nói gọi là khẩu giáo, có những thầy chỉ dạy mình qua ý giáo, cái cách suy nghĩ. Ví dụ như mình nghĩ tiêu cực, thầy đó luôn luôn hướng dẫn mình. Cái điều đó con chưa có chắc, con khoan nói nha. Nó nói con vậy đó, để con đi kiếm nó, con hỏi cho kỹ. Cái thì vị, nếu mà vị thầy mà nóng như ừ đi kiếm đi, hỏi cho ra lẽ, đừng để người ta nhiếp con. Thì cái vị thầy này là cũng thầy đó, mà thầy đờ. Nhưng mà có một vị thầy khác dạy mình cái ý nghĩa như lý tác ý. Cái gì con đích thân con nghe, con hạ tác ý, con chỉ nghe phong phanh thôi, con chưa chắc mà con đã phán đoán, con vội vã, con nóng giận, con bực tức là phi như lý tác ý. Con hãy tác cái ý như thật, cái việc gì nó như thế nào con hãy tác ý như vậy. Điều này con mới nghe người ta nói lại mà. Mà đôi khi con phải nghe lại, con phải hỏi lại coi, con phải nhìn lại coi cái người nói cho con nghe, người đó là như thế nào. Nhiều khi người đó trong xã hội này, trong những người xung quanh này, người ta rành họ lắm. Họ là bản chất họ như thế nào, cho nên những lời nói tùy, tùy cái lời nói từ người nào mà đáng tin hay không đáng tin. Cho nên giúp cho mình có một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ lắng xuống. Thay vì mình vừa nghe mình, ý nghĩ của mình nóng nảy và mình dễ là sân giận. Mà một vị cha mẹ mình mà hay đốc suối con cái mình như vậy, thì cha mẹ mình cũng là một người thầy dạy cho mình nóng nảy. Cho nên con mình nó nói cái điều gì, khoan con đừng có nóng, từ từ cái chuyện gì, chuyện đâu còn đó, con hỏi cho kỹ rồi con hãy nói gì. Và sự thật như vậy, nếu sự thật như vậy, con hãy dùng ngôn ngữ cho đàng hoàng. Người ta vậy rồi, con phải có cách con nói như thế nào để câu chuyện nó yên thấm hơn. Mình dạy con mình sống như thế nào mà làm sao thêm bạn bớt thù, thì như vậy mà mình cha mẹ sanh con mà là một người thầy của con. Vậy thì cha mẹ cũng là thầy của mình. Mà thậm chí người con mình với hình thức đời này là con mình, nhưng con mình có tu hơn mình, có thể giáo hóa cho mình, không có ngại chi chuyện đó. Tại vì người đó có cái nhìn thấu đáo hơn mình. Ví dụ như mình gọi phone mình không biết cách gọi, phải hỏi con vậy thôi. Thì trong cuộc sống này có những cái mình phải hỏi người nhỏ, để người nhỏ chỉ cho mình, và hoàn toàn không có gì tự ái cả. Tại vì người đó có thể giúp cho mình thấu đáo hơn. Cho nên trong cuộc đời này đi tìm minh sư, có nhiều câu hỏi làm sao để tìm được bậc minh sư. Thật lòng mà nói thì
mỗi người sẽ là một minh sư. Tại vì mỗi người có một khía cạnh, một cái hay để mình phải học. Mỗi người có một cái hay để mình phải học. Vậy thì xung quanh mình cũng rất nhiều minh sư. Còn nếu vị nào chưa phải giỏi ở mặt đó, mình vẫn học, học cái đừng làm giống vậy. Sau khi quy y, muốn biết khi có thắc mắc để tu học thêm, liên lạc theo địa chỉ nào chính xác. Nó có cái đường dây hot đó. Không biết ở Việt Nam số mấy, ở nước ngoài thì 911. Thưa đại chúng, các thầy, các cô, các thầy, các sư cô là những người mà chúng ta có thể tìm đến để học hỏi. Ví dụ như mình đi làm phật sự, mình đến mình phụng sự cho ngôi chùa đó, vị tôn đức đó, với cái ý nghĩa là mình đi làm phước, làm từ thiện. Như vậy thì vị đó nhận cái sự giúp đỡ của mình qua mọi cái công việc. Nhưng mà rồi vị thầy đó sẽ cho mình bài học gì trong khi trong quá trình mình làm việc với vị đó. Cho nên các vị tăng ni cũng phải tu tập như thế nào để trao truyền một bài học lại cho một người Phật tử khi tới chùa công quả. Phật tử không phải chỉ đơn thuần tới chùa làm công quả tạo phước mà không học được gì từ cái vị thầy mình cộng tác. Cho nên vị thầy cộng tác phải có bổn phận tu học như thế nào để có thể hướng dẫn lại cho người đệ tử đó. Bởi vì sao? Chúng ta là những người nương với nhau, cho nên người đó cho mình một cái công sức đến đây phụng sự thì mình phải cho người đệ tử đó lại cái bài học của giáo lý, của thân giáo, của khẩu giáo và của ý giáo. Như vậy cả thầy và trò đều lợi lạc, và cả cư sĩ và người xuất gia đều lợi lạc. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái người Phật tử đó tới chùa làm công quả để có phước, thì bây giờ người ta có phước, nhưng mà người ta học được từ mình thì người ta có tuệ. Như vậy gọi là gì? Phước huệ song tu. Ở trong này nãy có một câu đây này: tu phước và làm phước có giống nhau không? Mình làm phước thì mình làm, ví dụ mình phụng sự thế này thế kia, nhưng mà trong khi mình làm, hành tác của mình, ngôn từ của mình, cách cư xử của mình, để nó phước nó trọn. Cho nên á, mình cho người ta một cái ly là của cho. Cái cách mà mình tặng cho người ta cái ly là cách cho. Nhiều khi cái của cho nó không bằng cách cho. Cách cho mà hay thì cái của cho dù nhỏ nhưng người ta vẫn trân trọng nó bằng cả tấm lòng. Vậy thì tu cách nào cũng có phước, miễn có tu là có phước. Cho hồi sáng cũng vậy, nhiều khi mình cũng muốn thân mình được tốt chứ, nhưng mình không đủ phước để thấy, mình không biết ứng xử cho cái thân này, mình tàn hoại cái thân này, tự mình hoại và mình làm người khác hoại thêm. Thí dụ như tự mình ăn chơi hút sách, thí dụ vậy, để làm cho cái thân, cái đời mình khổ, mình còn xúi biểu người xung quanh làm theo, họ khổ theo mình. Như vậy ở cái mặt thân không có vui, tại vì mình đã tự làm cho cái thân mình hoại. Cho nên một cái người xuất gia khi mình làm Phật sự, có những người đệ tử đi theo cộng sự với mình thì đó là cái phước của mình. Nhưng mà mình phải làm sao mình cho lại cái người đệ tử đó một phương pháp tu tập chuyển hóa. Như vậy thầy trò cùng thăng tiến, cùng thăng chứ không có trầm. Trầm là chìm, thăng là trôi, là đi lên. Cho nên á, mình mỗi lần thắp nhang á, cũng một cây nhang mà khói thì bay lên, mà tro thì rớt xuống. Như vậy chúng ta muốn làm tro nhang hay chúng ta muốn làm khói nhang?
Cho nên mình mỗi lần mình thắp một cây hương lên, không phải chỉ dâng bao nhiêu lời cầu nguyện, được, cứ làm. Quý vị muốn khấn, muốn xin gì đó cứ xin. Nhưng mà cái cuối cùng bạn học là bây giờ con xin hết trơn hết trọi rồi, cuối cùng con phải trở về con tu như thế nào để tâm tư con là khói nhẹ nhàng, chứ con tâm tư con không phải là những cái tro mà nó rớt xuống. Thì nhìn cây nhang là một pháp tu, thiền quán ở cái cây nhang đó. Cho nên mình tu phước tu huệ, hai cái nó có mặt cùng lúc. Nếu mình không có tuệ làm sao biết việc đây là phước mà làm? Vậy thì rõ ràng mình phải nhận định nó là phước mình mới làm chứ. Như vậy khi ngay mình tu phước là đã có tu tuệ rồi. Nhưng mà đó là cái bước tuệ đầu tiên, là mình nhận định đây là người khổ, mình cần giúp. Tuệ nó giúp cho mình, định nó giúp cho mình thấy, cho mình tu phước. Nhưng mà trong khi mình tu cái phước đó, mình vẫn phát triển cái tuệ tiếp. Người này cần giúp mà giúp cỡ nào? Ví dụ như đấy, anh ơi, bác này mới té gãy chân, mình phải giúp. Được. Nhưng mà cuối cùng bác gãy chân nha, mình phải nâng sóc lên sao chứ không thôi làm ta gãy cái thứ hai nữa. Hay là chính bản thân mình cũng không đủ sức, mình vừa làm lên mình là người gãy thứ hai. Một người gãy chân được một người khác giúp, rồi cả hai cùng gãy, tức là mình cũng không lượng sức, vân vân. Cho nên tuệ nó thăng tiến theo cái công việc làm của mình, nó rất là khoa học. Cho nên mình học Phật, mình có danh từ là Phật học và học Phật. Phật học là mình phải học giáo lý, nhưng mà học Phật là sau khi mình học cái Phật học xong rồi đó, thì mình học làm Phật, học làm một người tỉnh thức giác ngộ, nhận thấy được cái khổ của người mình cần giúp. Nhưng sau đó không phải dừng ngay đó, phát triển tiếp, giúp cỡ nào. Con mình nó sốt, phải lấy thuốc cho nó uống, đúng rồi, nhưng mà cho nó uống bao nhiêu liều lượng để nó hạ cơn sốt. Mình uống 4 viên thí dụ vậy, con mình nó còn nhỏ quá, mình cũng cho nó uống 4 viên kiểu mình thì nó cũng hết đó. Cho nên là phúc thống phục nhân sâm, quên lật qua trang kế thì chết. Cái ông đó, ông bị được cái người ta tới, ta chạy nói thầy ơi, con của con đau bụng, xin thầy cho con của con một tô thuốc. Ông nói để tôi vô, tôi dở sách rồi đau bụng thì uống sao. Thì đọc tới mấy trang cuối, đau bụng uống nhân sâm. Ông không đọc tới trang kế nữa, ông nói đau bụng uống nhân sâm, cho xăm về uống, nhỏ chết queo. Người nhà chạy tới mắng vốn, tại sao thầy nói vậy. Ông nói đâu có, sách vở nói đàng hoàng. Bây giờ bình tĩnh vô tra sách, mở ra đau bụng uống nhân sâm, lật qua trang kế thì chết. Quên đọc hai chữ cuối. Cho nên cẩn thận nha. Từ khi con nghe được thầy giảng 3 năm trước, con bắt đầu tu tập trì kinh chú mỗi ngày ở nhà. Nhưng người gieo duyên cho con lại là một cư sĩ tu Lăng Nghiêm. Con tụng Lăng Nghiêm mỗi ngày và thấy rất tốt, nhưng nhiều người lại nói không được tụng Lăng Nghiêm ở nhà, chỉ có các thầy ở trong chùa mới được tụng. Vậy xin thầy quan hỷ giải đáp dùm con là đúng hay sai. Em đâu có tụng đâu em biết. Thưa đại chúng, không có cái chuyện đó. Không có cái kinh nào mà nói là chỉ dành cho chùa tụng, thầy tụng mình không được tụng. Chỉ trừ cái kinh khủng, kinh hoàng, kinh tế. Kinh là nói tắt, nói đủ là khế kinh. Nói đủ là khế kinh, vì tất cả những điều dạy trong đó phải chuyên chở được hai điều: khế lý hợp với chân lý. Chữ khế này là khế hợp. Vậy thì khế hợp với chân lý gọi là khế lý, hợp với căn cơ là khế cơ. Phải đủ hai điều đó mới gọi là kinh. Mình nói tắt là kinh.
nói đủ là khế kinh. Vì kinh là kết lại những lời của Phật, và những lời đó đủ khả năng làm đẹp cho con người như là một cái vòng hoa. Cho nên kinh còn được gọi là kết mang, mang là một cái vòng hoa. Thí dụ hôm nay mình đọc một câu: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Ngày mai mình lại thuộc câu: tập từ bi hành hỷ xả. Mốt mình lại thêm một câu: nguyện sống đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho tâm tư nhẹ nhõm. Mỗi ngày mình kết một câu. Vậy thì cái câu đó mình kết lại, cái tự nhiên mình trở thành ra một người biết sống sao? Biết thương, biết hiểu, biết sống, biết chan hòa, biết từ bi, biết hỷ xả. Vậy là mình một con người có đủ những cái đức tính đẹp. Đó là kết mang. Kinh có năm nghĩa, và trong đó có một nghĩa là kết mang. Mình tụng kinh sao mà nó đủ khả năng, nó tẩy trừ những cái khổ đau phiền não ra khỏi lòng mình. Tụng kinh đó có kết quả. Vì kinh có nghĩa là tuyền dũng, một cái dòng suối mạnh, nó đẩy những rác rưới ra, những góc cạnh, những khe ngách, rác nó vướng vào đó, mình phải moi nó ra. Thì kinh có khả năng móc đẩy những cái rác trong lòng ra. Thí dụ như mình giận một cái người đó 3 năm, hàng xóm khuyên biết bao nhiêu, cho nên giờ mình khá khá, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà nhờ kinh dạy, nhờ lời Phật dạy, nhờ lời Phật dạy, chấp nhiều là khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít, không chấp thì không khổ. Mình giận người ta, tự mình khổ, người ta vẫn ăn, vẫn sống, vẫn cười. Mình nghe được những cái điều đó, mình thấy đúng. Mấy năm nay mình khổ, mình gặp người đó mặt mình đủ kiểu hết, mà người đó vẫn một kiểu. Người ta vẫn một kiểu cười nói hớn hở, còn mình chỉ gặp người đó thôi là mặt mình sửa hết trơn. Thì như vậy thì rõ ràng lời Phật nói đủ khả năng đẩy ra, gọi là tuyền dũng, là kết mang. Kinh của Phật như là một cái sợi dây, người ta có rải phấn vô đó, căng đầu này ra đầu kia, búng cái thì nó thẳng ra vậy. Mấy người thợ mộc ta cắt gỗ nhờ cái đó, cho nên gọi là thằng mặt. Thì mình cũng thế, mình muốn biết cái gì dựa theo cái đó. Cái có những cái Phật đâu có nói, không có cái kinh nào, ngay cả bây giờ dở kinh Lăng Nghiêm ra, dở hết bộ Lăng Nghiêm ra, cũng không thấy có câu nào Phật nói là chỉ có thầy chùa mới được tụng Lăng Nghiêm. Phật không có nói câu đó, mà mình lại tự đặt ra cái chuyện đó. Như vậy mình đâu có phải là thằng mặt. Thằng mặt là cái thế kích thước như vậy. Mình phải thấy Phật không nói mà mình nói. Mà rất nhiều cái Phật không có nói, mình tự đặt ra không rồi, rồi mình gắn vô, tôi nghe như thế này một thuở nọ. Cho nên hồi xưa Đức Phật khi mà trước khi mất, Phật dặn sau này các kinh điển nhớ để hai câu, để cái câu tôi nghe như thế này. Nhưng mà ma vương vẫn có thể đặt ra câu đó. Họ đặt xong rồi nói tôi nghe như thế này, một thở nọ hết pin. Dạ cái này nó cũng hơn pin nó hết. Nè nó chớp rồi, hai pin nó chớp. Đỡ, xài đỡ. Thôi xài cái dây đi. Thôi xài cái dây đi cho bảo đảm. Hello. Hello. Không sao, từ từ chứ. Ai thương. Alo, vừa khô lên giá.
thôi xài cái này để cho chắc ăn. Vì vậy mà trong kinh Hải Đảo Tự Thân, Đức Phật dạy các thầy đừng có dựa vào bất cứ điều gì và ai, mà các thầy phải dựa vào hải đảo của chánh pháp. Hãy theo chánh lý mà suy xét cho thấu đáo, vô vi đạo thường. Hai câu đó trong cái bài sám khuyến tu: tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Hãy theo chánh lý mà suy, cái gì nó có lý thì mình suy ra. Mà nhiều khi người ta nói mình không có thấy có lý mà mình vẫn theo, vì mình sợ tội. Thì mình biến Phật giáo không phải là đạo trí tuệ. Hồi nãy trong này có một câu: người con tụng kinh, người mẹ tụng kinh không đúng giờ. Người con nhắc mẹ tụng kinh không đúng giờ, coi chừng Phật không chịu. Con trai con hỏi mẹ tụng trễ quá không đúng giờ, Phật sẽ không hiển linh nữa. Vậy thì bây giờ hỏi mẹ mấy ngày trước mẹ tụng kinh đúng giờ, Phật linh sao? Phật hiển linh sao? Kể cho mẹ, kể cho con nghe. Thì những cái như thế này, điều này không có nói trong kinh sách và cũng không có thầy nào mà giảng, chỉ trừ những người họ không có học Phật pháp, họ cứ nói cho có nói, rồi mình cứ thích. Sao hồi hộp quá. Sao hai ngày này tu chắc đau tim. Ở dưới thì khoái chí hết pin về ngủ sớm. Em phải hát hết giờ em mới được xuống. Câu hỏi là làm sao mình biết được chư Phật Bồ Tát hiển thị linh thiêng lúc mình bắt đầu vào buổi lễ Phật tụng kinh. Bữa nào tụng kinh để ý coi chẳng có chớp chớp gì. Cho nên trong kinh đâu có nói là thắp cây nhang mà nó cong vòng là Phật chứng đâu. Bây giờ mình thắp nhang mình cứ nhìn nó hoài, cây nhang là mà cong là không cho đụng qua nha. Để yên đó rồi chụp hình. Hồi xưa không có chụp hình, kêu cả xóm tới coi. Bây giờ có chụp hình là bắt đầu bắn lên Facebook: Phật hiển linh. Thưa đại chúng, nếu nói về chữ Phật mà gia bị á, trong kinh á, trong từ điển Phật học á, có định nghĩa chữ gia bị. Nó có hai loại gia bị: minh gia hay là hiển gia. Chữ minh gia nghĩa là Phật có gia trì cho mình, nhưng mình không có thấy. Pháp Hòa ví dụ, quý vị nhìn các thầy, các sư cô mà làm việc đạo, quả thật là minh gia. Mình làm ngày 8 tiếng đi ngủ. Các vị xuất gia mà làm việc, mà nhất là tổ chức những khóa tu, có nhiều khi mấy ngày không ngủ, mà không phải chỉ một việc. Đây không phải là mình khoe là mình cái thành công của mình, không phải. Nhưng ở đây mình đưa một cái ví dụ để mình thấy minh gia. Phần lớn các chùa, các tu viện được xây dựng từ các vị xuất gia đề xướng. Nhưng mà cuối cùng quý vị nhìn các thầy, các sư cô có ai có đi làm không? Có đi làm. Cho nên không có đồng xu các bạc nào bỏ đó. Cái sự gia trì của Tam Bảo bất khả tư nghị mà mình không thấy, mà mình đề xướng cái gì thì việc nó thành đó. Minh gia, cái tâm nguyện của mình muốn được cái đó, tự nhiên một ngày nào đó mình được một cách rất là nhẹ nhàng. Chữ muốn đem là mình tham, nhưng mà mình mong được cái sự tu tập đó tự nhiên ở đâu đến để cho giúp đỡ cho mình. Minh gia. Hiển gia nghĩa là những cái gia trì mà rõ ràng có mặt. Ví dụ người đó tới giúp cho mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ, lúc Pháp Hòa mới qua Canada, Pháp Hòa không có bộ chuông mỏ tụng kinh.
Thì có một cái cô đó, cô thấy thương quá, cô mới đi vận động người em của cô, thỉnh được cho Pháp Hòa một bộ chuông mỏ. Thì cái chú đó không biết Pháp Hòa là ai, nhưng mà nghe có một đứa nhỏ ham tụng kinh, mới Việt Nam sang ham tụng kinh, giờ thích có bộ chuông mỏ, thì cái chú đó phát tâm cho. Như vậy đối với Pháp Hòa, chú đó là cái gì gia? Minh gia, không biết mặt chú. Còn đối với cái cô mà đem cái bộ chuông mỏ đó đưa cho Pháp Hòa là hiển gia. Cho nên trong cuộc sống của mình, có nhiều khi mình thấy con vợ của mình, chồng của mình có những cái tâm nguyện nào đó, mình lặng lẽ, mình âm thầm, mình giúp cho người đó mãn nguyện. Có thể họ muốn giúp cho người thân họ bên Việt Nam, họ ở đâu đó, mà có người ta ngại, ta chưa nói, mình trong khả năng mình giúp. Minh gia, mình âm thầm mình làm thôi. Có một cái chú đó, vợ chú ngày nào cũng thắp nhang tụng kinh, mà bà thì tu cũng giỏi lắm, mà có một cái bệnh, hễ mà đến bàn thờ mà cầm cây nhang lên mà bật cái bật lửa mà hết ga đó là bà nổi nóng, bà giục cái quẹt cái bóp. Thật sự là chưa kịp đi tụng kinh, chưa kịp thắp nhang là bà nổi sùng, bà lên đó là bà giục cái quẹt vô tường rồi. Thì ông chồng thấy như vậy đó, cho nên ông chồng minh gia, ông mua sẵn đóng hộp quẹt để lâu lâu ông đi ông ngang bật cái ông thấy hết cái ông lấy ông để cái khác. Bà mấy chục năm ở nhà mà chưa bao giờ thấy cái hộp quẹt nó hết ga, cho nên bà xài hết ga, ông thì cứ chăm ga. Như vậy ông chồng đó có minh gia không? Có minh gia. Vậy thì Phật chữ minh gia, chữ gia hộ, gia bị, nó có hai loại, minh hay hiển. Minh hay hiển, minh là có những người người ta âm thầm người ta giúp mình. Ví dụ như mình ngồi đây mình là tu học, nhưng hiện giờ ở ngoài sân có những người đang chịu nóng, đang làm những công việc để lát nữa mình ra mình thoải mái hơn. Ví dụ ta có thể là pha nước cho mình uống, người ta nấu ăn cho mình, trong khi mình thoải mái ngồi thiền tụng kinh, nhưng mà dưới bếp người ta đang đổ lửa, với cái nóng, với cái oi bức, mà với cái sự cực nhọc, mình ra cái mình thấy mình có ăn liền, phải không? Nhưng mà người ta đang âm thầm phía sau ta trợ duyên cho mình, thì gọi là minh gia. Rồi đói bụng quá, có liền một miếng cơm cho mình ăn là hiển gia. Như vậy cái gia trì đó, nghe có một cái gì đó nó màu nhiệm lắm, mà thật sự ra nó hiển hiện trong cuộc sống của mình. Nó hiển hiện trong cuộc sống của mình. Và có đôi lúc chỉ cần mình chánh niệm một chút, mình nhận ra được. Tôi đang buồn ngủ quá, mệt quá, lái xe mệt quá, người kia nói anh qua ngồi bên ngủ đi để tôi lái cho. Người ta đâu cần nói gì mình đâu. Đôi khi người ta không nói để mình ngại nữa, ta mới nói thôi anh mệt quá anh nghỉ đi không, để tôi phụ cho. Hay là nói tôi đang khỏe tôi giúp. Có những người người ta hiểu được mình, đôi khi mình ngại ngùng không nhờ, người ta tự có mặt cho mình. Cho nên trong kinh mới dùng cái từ là những vị Bồ Tát không mời mà tới. Thường theo nguyên tắc là hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Có mời mới tới, không có mời mới tới. Nhưng có những bậc Bồ Tát Đại Thừa không cần mời mà tới. Cho nên chỉ có những câu đó trong kinh Đại Thừa. Có những vị Bồ Tát không mời mà tới. Cho nên trong cuộc sống này với tâm lượng từ bi. Vì vậy cho nên mình tụng kinh mỗi ngày rõ được cái ý Phật, rõ được lời Phật dạy là giá trị rồi. Đó là hiển linh rồi. Linh ở cái chỗ là mình thấy sự học hỏi, sự chuyển hóa của mình rất lớn sau khi một thời gian mình nghe Pháp và mình học Pháp. Thưa đại chúng, mình học Phật Pháp chỉ là Pháp học thôi. Làm sao bên cạnh Pháp học phải có Pháp hành, tức là mình phải hành những gì mình học, chứ không phải chỉ học. Thật sự nghe tốt lắm, nghe nó thanh lọc, nó mở mang. Nhưng mà mới có mở mang thanh lọc, mà để cho cái thanh lọc này nó được trọn vẹn, nó không ô nhiễm trở lại, thì khác lắm. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy về cái cách sống của con nai. Trong đó có một cái câu là con nai á, dù nó bị trúng một mũi tên,
nó bị người ta bắn, có thể nó lành hoặc là nó né được, nhưng con nai nó không bao giờ nó trở lại con đường đó, vì nó biết chỗ đó là chỗ hiểm nguy của nó. Có thể người ta dương cung người ta bắn nó né được, nó tránh được, nhưng cái sự hốt hoảng của nó, và nó biết được, và từ đó nó không tới chỗ đó nữa. Đức Phật dạy một vị tu tập cũng thế, nơi nào mà mang lại cho mình những cái ồn ào, những cái thị phi, những cái phiền não, những cái tranh chấp, những cái hơn thua, những cái mà nó làm cho mình bất an, né nó đi. Hôm qua Phong Hoàng hay đùa, nói gì cái mình cãi cãi, không phải cãi cãi lộn mà cãi chơi. Phong Hoàng hay nói đùa, nói đừng có cãi, cãi riết thành dưa đó. Gọi là dưa gì? Dưa cãi. Thì Đức Phật dạy một câu trong kinh: con nai nó bị người ta bắn, nhưng nó tránh được, nó cũng không dám tới chỗ đó nữa. Mình cũng thế, chỗ nào mình thấy chỗ đó không phải là nơi mà mình đến, vì nó nhiều thị phi, nó nhiều cái tranh chấp, nhiều cái danh lợi, nhiều cái tranh giành, mình né được là tốt. Tại vì nhiều khi mình chưa đủ nội lực, nhiều lúc mình né được chỗ này, mình trúng chỗ khác, thôi mình tránh nó luôn để không bị thương tích. Có nhiều khi người ta đánh ông A mà mình đứng đó sớ rớ mình trúng đạn. Cho nên đánh, muốn đánh cái người mình ghét không bao giờ đánh trúng, vì không đánh trúng cho nên mới kêu đánh lộn. Không người nào cãi trúng đâu. Không người nào cãi trúng cho nên gọi là cãi lộn. Mà mình đó, rõ ràng là mình rất là vô minh, không có sáng suốt. Cho nên đánh biết không trúng mà vẫn đánh, cãi biết không trúng vẫn cãi. Cho nên mãi mãi mình cứ đánh lộn và cãi lộn. Thưa Thầy, quá khứ con có làm ông bà bố mẹ con buồn và thất vọng. Con xin hỏi Thầy, bây giờ con muốn bù đắp lại những lỗi lầm đó thì phải làm thế nào? Câu hỏi rất tích cực. Đức Phật dạy có một cái tâm thiện. Mình có rất nhiều những cái tâm vi tế, tâm thiện, tâm bất thiện. Và trong cái tâm thiện nó có một cái tâm là gì? Gọi là tâm biết ăn năn hối cải, gọi là tâm tàm, tâm quý, tâm xấu hổ. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết tàm quý xấu hổ ăn năn mà chúng ta dừng lại, chúng ta không biết làm gì để đi xa hơn, thì cái này chúng ta chưa phải là người biết tu tập. Đại chúng nhớ là trong Phật giáo có một cái cách là thường nói cho mình nghe cái đó nhưng không có dừng ở đó, mà phải chỉ cho mình cách chuyển hóa. Đặc biệt cái chỗ này nhé. Ví dụ nè, Phật nói con người có tham, nhưng mà Phật đâu chỉ nói con người tham không đâu, mà Phật dạy cho mình cách gì? Giảm tham là hết tham. Con người có sân nhưng không dừng lại, chỉ biết mình có sân mà không làm gì để giảm sân. Như vậy thì cái tâm tích cực mình chỉ được có phần đầu mà không có phần cuối. Cho nên mình có sơ thiện. Sơ thiện là nhận diện được cái tốt, nhưng phải làm sao đưa cái đó từ cái sơ thiện cho tới trung thiện, cho tới hậu thiện. Chợ Kinh Pháp Hoa có câu ha: ban đầu, khoảng giữa, khúc sau, tất cả đều rốt ráo. Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Mình nhận diện được cái xấu thì tốt rồi, đó là sơ thiện rồi. Hãy phát huy làm sao để chuyển cái xấu này, để cho đi đến cái chỗ rốt ráo. Ví dụ như quý vị nói cái bàn này dơ, tốt không? Tốt quá rồi, biết nhận diện cái bàn này dơ mà đứng chỉ mà bàn dơ, và không chịu đi làm cái chuyện thứ hai là dơ thì phải làm gì? Lau. Nhưng mà lau một cái nó hết không? Và thậm chí nó hết rồi ngày mai nó dơ lại không? Dơ nữa.
Cho nên việc làm, việc tu hành của chúng ta là việc ngàn đời. Cho nên không bao giờ có khóa tu. Không bao giờ có khóa tu. Khóa tu mà chúng ta nói chỉ là một sự nhắc nhở. Tu làm gì có khóa? Không lẽ mình tu có 3 ngày này hết sao? Hỏi khóa tu 3 ngày vậy 3 ngày này tu à? Rồi ngày thứ 4 hết tu à? Mà chắc 3 ngày này mình tu không? Nhiều khi mới từ sáng tới trưa là mình đã giận rồi đó. Mình đã buồn rồi đó, đúng không? Thí dụ vậy. Cho nên tu không có khóa. Nhưng mà đặt ra cái khóa để làm gì? Để nhắc mình thúc liễm, trân quý. Vì cái thời gian chúng ta gặp nhau cộng tu như thế này không có nhiều. Chúng ta ngồi đây 3 ngày là chúng ta cộng tu, cộng trú. Nhưng về nhà chúng ta tự tu, tự trú. Và làm sao để cái cộng tu này nó mang cái lợi lạc, cái ánh, cái hào quang, cái âm hưởng. Cho nên mình tu là một cái sự chuyển hóa. Mình tu, mình nhận ra. Vậy thì cái người Phật tử nhận ra được cái điều sai của mình, làm cho cha mẹ tốt rồi đó. Có thể cha mẹ còn sống hoặc cha mẹ không còn, không sao. Bởi vì cha mẹ dù có mất thì cái tâm nguyện cuối cùng với cha mẹ là làm sao muốn con mình phục thiện. Cho nên mình hãy đem một món quà phục thiện của mình để làm quà dâng cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn hoặc mất. Vì đối với cha mẹ, chỉ cần con biết quay đầu, không bao giờ trễ. Và quý vị nên nhớ rằng cha mẹ cho mình một thân thể này để mình làm những điều tích cực trả hiếu cho cha mẹ. Hiếu không phải chỉ cung phụng, mà phải sống như thế nào để không làm cha mẹ khổ đau vì mình. Đôi khi cha mẹ cho mình một cái thân khỏe mạnh, nhưng mình đã hoại thân mình. Mình đã không biết cách sống, mình đã làm cho cái thân mình bệnh hoạn bởi thuốc, bởi xì ke ma túy, bởi rượu chè, bởi hút sách. Cha mẹ cho mình một thân thể khỏe mạnh, nhưng mình đã bất hiếu bằng cách là mình tự làm khổ cái thân mà cha mẹ cho mình. Bây giờ mình biết rồi thì mình phục hồi trở lại. Pháp Hòa có làm cái bài kệ rửa chén ấy. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Đó là việc làm của chúng ta. Nghĩa là cái sự tu tập của chúng ta là sự chuyển hóa mỗi ngày. Mình mới vừa giải quyết được một cái cơn giận của người này hôm nay, ngày mai mình lại gặp người khác chọc mình giận, giận kiểu khác. Không chừng giận hơn hôm qua nữa. Tiếng Việt mình có nhiều cái từ để diễn tả giận lắm. Tức, tức ói má. Tức cành hông. Tức muốn chết. Mà hễ hở chuyện gì cũng muốn chết hết đó. Vui cũng muốn chết. Vui muốn chết. Buồn muốn chết. No muốn chết. Đói muốn chết. Mà tới hồi hỏi chết không? Không. Bà cụ kia đứng trước Phật: Phật ơi, Phật thương con, cho con đau dây chết giờ, đừng có hành khổ con. Chú Tiểu đứng phía sau nói: được rồi, chuẩn bị lên đường. Nói: dạ con quên. Cho nên mình là phục thiện là tốt. Nếu như mình chỉ ăn năn rồi làm cho cái khổ đau, làm cái buồn mình, làm khổ cha khổ mẹ, nó làm cho con người mình đi xuống. Và mình hối hận, mình cứ buồn khổ, mình khóc lóc, mình không có làm cái gì khác hơn. Chỉ vậy tối ngày cứ lẩn quẩn là tôi đã làm khổ cha mẹ, tôi hối hận quá, thí dụ vậy. Thì cái này là một chướng ngại. Nó là một chướng ngại cho mình. Nó là một trong năm cái chướng ngại. Trong đó có cái chướng ngại là chúng ta hối hận. Ủa hối hận mà tại sao chướng ngại? Hối hận mà không biết chuyển hóa, không biết làm nó tốt hơn thì nó là trở ngại cho mình. Ví dụ như hồi trước đó, mình đã lỡ mình đánh con mình để cho nó hận mình. Không sao, nó buồn mình là chuyện đương nhiên thôi, tại mình tạo nhân thì giờ đây là cái quả. Nhưng đừng vì cái sự nó giận tức mình mà mình cứ tiếp tục
Như vậy mình với nó sẽ tiếp tục, cứ tiếp tục sống tích cực, để mình lấy cái thành tích cực đó mình chuyển hóa cái hiểu lầm của con. Cho nên Đức, quý vị nhớ là Phật giáo có một cái khác là khi Đức Phật nói cái đó sai, Đức Phật không dừng ngay đó, mà Đức Phật chỉ cho mình cách sửa sai. Như nãy mình nói vậy đó, thấy cái bàn dơ không có nghĩa là bàn chỉ dơ mà không tìm cách lau bàn. Nhưng đừng có nghĩ rằng mình lau bàn sạch rồi là mãi mãi nó sẽ sạch. Dơ rồi lại sạch, sạch rồi lại dơ. Vì sự lau chùi đó là việc của mình ngàn đời. Như trong cái ý của bài rửa chén, bát dơ rồi bát sạch. Ta rửa bát ngàn đời, lấy cái hình ảnh rửa bát để nói lên cái công việc của người tu. Hôm nay mình chuyển hóa được cái tham, một ngày nay thôi, vì có thể cái tham này nó không đáng, phải không? Ngày mai cái tham nó đáng hơn thì mình lại vướng vào cái tham này. Cho nên Phật dạy rồi, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, chưa chứng thánh không dám tin cái tâm mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta để một cái phone cũng ngó gì, phone dởm. Nhưng mà thử cái phone 19 coi. Tâm ham mình nó sẽ khởi khác. Cho nên nhiều khi mình không rớ cái đồ người ta để, chưa chắc mình không tham. Chẳng qua là mình thông minh quá, mình cái này tôi có rồi. Cái này không thèm, chứ không phải là chưa chắc là mình không tham. Vì mình chưa chứng thánh thì chưa biết tâm tham mình thật sự có chuyển hóa không. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên ngày nào cũng phải quán, hễ tâm tham nó khởi lên. Ví dụ giờ nói cái chuyện mà mình nghe người ta tụng kinh ngàn tiếng đồng hồ, mình tụng có 20 phút mà mình buông, nó bà kia tụng tới 40 phút một tiếng, là chắc Phật phù hộ bao nhiêu rồi. Rồi mình tranh thủ mình làm mọi cách cũng tụng kinh tiếng như người ta, nhưng mà thật sự tiếng đó là để làm gì? Để cạnh tranh, chứ không phải để thật sự là mình tụng để vì mình có thời giờ và chiêm nghiệm. Hai cái đó khác. Cho nên phải cẩn thận khi chúng ta làm thiện tu hành, coi chừng chúng ta chỉ làm bằng cái tâm gì đó mà chúng ta tự phải quán chiếu mà thấy. Cái đó gọi là tự mình thấy rõ. Nhiều khi mình làm mà không ai khen gì hết trơn, cái tự nhiên mình cũng buồn buồn. Cái người kia làm con chút mà mới dịnh vô hên quá, gặp người kia đi tới khen nức nở. Cho nên nhiều khi mình cũng học cái hạnh tùy hỷ nhưng mà chưa trọn. Cho nên bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Đừng chỉ dừng ở cái chỗ ăn năn, mà mình phải biết rằng cha mẹ còn hay cha mẹ mất, sự hiếu thảo của mình là cách sống. Cho nên đừng có, thí dụ mình đừng có khinh thân mình, phải dưỡng thân này để tiếp tục. Thí dụ mình sống 20 năm dở, bắt đầu từ năm 21 này mình sống về sau không còn dở như vậy nữa. Vậy thì mình lấy cái thân phạm lỗi này, mình chuyển hóa, mình tu tập để từ cái thân này, cũng là ngày xưa thân này làm lỗi, ngày này thân này là làm thiện. Cho nên tội từ tâm khởi thì lấy cái gì sám? Đem tâm sám. Nó một câu thôi. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Cũng cái tâm này thôi. Tâm nào khởi tội thì bây giờ tâm đó sám hối. Mà tâm đó rửa sạch rồi thì nó tỉnh thôi. Tâm được tỉnh rồi, tội liên tiếu. Nghĩa là cái kiến, cái thao mà nó sạch rồi thì chén nó sạch. Phải không? Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Chén đã sạch rồi thì ai đựng thức ăn dơ nữa. Thế mới thật là chân sám hối. Đức Phật dạy nếu mình thấy cái đó sai rồi không có làm nữa. Hồi nhỏ Pháp Hòa được một vị dạy một câu như thế này: các con còn nhỏ đi tu á, thì cũng có cái lợi là các con đồng chân xuất gia. Nhưng mà vì đường đời kinh nghiệm chưa đủ cho nên dễ sa ngã. Các vị mà trung niên đi tu, tuy rằng đi tu muộn, nhưng đường tu các vị này có thể vững hơn. Vì các vị này đã khạc cục đàm ra rồi thì không dạy gì bóc cục đàm bỏ vô miệng lại.
Hồi xưa Pháp Hòa được một vị dạy vậy đó. Cho nên cuối cùng rồi á, người mà người ta đã trải qua kinh nghiệm khổ đau rồi thì ta không có lặp lại. Cũng giống mình thôi, tội tiêu tâm tịnh, tâm mình đã lặng rồi thì không khởi cái đó nữa. Cho nên giờ nó có trước mặt mình, mình vẫn bình thường, vẫn bình thường. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Tội tiêu tâm tịnh là cái chỗ đó. Tâm mình nó tịnh rồi thì cái đó để trước mặt mình vẫn không khởi. Vậy thì không khởi thì mình đâu có tham, đâu có sân. Kính thưa Thầy, về việc có lỗi và nhận lỗi, nhưng con rất hoang mang một vấn đề. Ví dụ, có nhiều người cùng thực hiện một sự việc, nhưng việc này được đánh giá là sai. Ông bà mình có câu im lặng là vàng. Vì vậy, mọi người chọn giải pháp im lặng, mọi chuyện êm ả trôi qua. Nhưng khi có một người lên tiếng xin lỗi về cái sai của mình thì lại bị đem ra chửi hoài. Vậy giờ mình nên xin lỗi hay nên im lặng thưa Thầy? Lôi em vào cuộc. Thưa đại chúng, dù mình im lặng hay dù mình xin lỗi, nó cũng chỉ là một việc để chúng ta làm thôi. Cái quan trọng là chúng ta có tuệ giác, chúng ta chỉnh cái vấn đề này bằng cách nào. Nếu im lặng cho qua mà mình im lặng sửa cái này để nó đừng tái diễn thì cái im lặng này cứ làm. Còn nếu xin lỗi xong mà vẫn cứ làm để cho nó có việc để xin lỗi thì khỏi. Có những cái nó sai, có thể chúng ta không cần nói, nhưng mà chúng ta chỉ biết để mà chỉnh thôi. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ có một chú tiểu mang đến một ly nước mời khách, hay rồi đem ra một cái chén mời cơm, thì cái chén bị mẻ mà chú không để ý, thì cái người cha người mẹ nhìn tinh tế biết cái chén mẻ, nếu để khách ăn là khách sẽ cười, dọn cơm không có để ý. Thì cái người đó tinh tế bằng cách là: con gom hết mấy cái chén lại để đằng đó lát bới cơm cho nó tiện. Vậy thì không để cho khách phát hiện một cái chén mẻ, đem tới đó xới cơm xong lựa chén đàng hoàng mang tới ngoài khách. Như vậy thì im lặng, nhưng mà để làm gì? Để sửa sai. Tại vì có những việc chúng ta nói nó không có lợi, mà không cần thiết và cũng chưa đúng lúc. Không lẽ giữa khách khứa vậy chửi đứa con mình, nó không cần thiết và nó không đáng. Cho nên mình tự cũng giống như người thầy tinh tế, đệ tử mang trà nước tới có cái quai, cái ly tách có cái tay cầm, thì thường khách một là mình cầm tay phải, hai là mình cầm tay trái. Đệ tử nó cầm cái ly nước, nó mời khách mà cái quai chìa ra ngoài thân. Vậy thì bây giờ không biết là cái người chủ khách cầm sao, cái quai cầm thì nó ảnh chĩa ra trước mà hai bên nó không ấy. Thì vừa để ly nước xuống thì người thầy thấy liền, thì người thầy tinh tế quay ly nước lại: mô Phật, mời đạo hữu dùng nước. Quay cái quai nước lại. Quý vị hiểu về nó không? Thầy nói đó, không lẽ mình nạt đứa đệ tử vô ý vô tư, đâu cần thiết. Không cần thiết. Lúc đó nó lộ cái tướng sân của mình, và mình chỉnh một người đệ tử không đúng lúc. Mình chỉ im lặng sửa cái đó, rồi sau đó mình dạy lại sao. Như vậy thì trong cuộc sống này không phải nói rỉ rả mới đúng, mà cũng không phải im lặng mới đúng. Vì ông bà mình hồi nãy câu nè, im lặng là vàng, nhưng mà nó còn câu thứ hai là gì? Nói năng là bạc. Cho nên trong kinh Pháp, trong kinh Phật có câu nè: nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Nếu mình cần im lặng là phải im lặng như chánh pháp, nghĩa là im lặng mà sửa sai, mà chỉnh đốn, chứ không phải im lặng mà ra dấu, mà chỉ trích. Có nhiều vị phát nguyện tịnh khẩu không có nói, nhưng mà ai mà làm sai gì là trợn mắt. Nghe mày, mày chết với tao, tại tao không nói. Tao nói im mà rồi mình bực bội, mình ra dấu thế này thế kia.
Đó là im lặng như chánh pháp. Là mình im lặng để làm gì? Để có cơ hội nghe được cái đầu mình nó nói gì. Nếu thường ngày mình được nói là mình sẽ nói những gì. Mai hôm nay mình phát nguyện tịnh khẩu, cho nên những cái câu này nó vẫn hiện trong này. Nhưng mà vì nguyện không nói, cho nên mình nhận diện ra những câu nói mình sắp nói. Thường ngày á, nó vừa nghĩ là nói, cho nên vung vẩy, không có cơ hội ngó lại. Hôm nay nhờ không nói cho nên nó chặn ngay đó. Cuối cùng mình nhìn lại, mình thấy trời ơi, mình quá trời quá đất. Quý hiểu quý không? Thành thử là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Nói im lặng là vàng, mà nói là bạc. Như vậy không phải cái nào đúng, mà chúng ta phải biết cách, phải biết tư duy. Im lặng để làm gì? Im lặng mà chúng ta nhẹ nhàng sửa cái. Ví dụ thôi, mình làm có đó sai, người ta không thấy, người ta khen nức nở. Dạ mình cũng đứng đó, nhưng mà lát nữa người ta vừa rời khỏi đó thì mình lại chỉnh sửa cái chỗ đó lại liền. Vì nhờ người ta nói vậy cho mình có cơ hội mình nhìn lại. Thưa đại chúng á, có một cái việc rất là hay ấy. Mình là đương sự, mình làm cái tác phẩm gì nó sai ấy, mình nhìn biết không? Và mỗi lần mình đi ngang mình thấy nó không? Người khác có thấy không? Người khác không bao giờ thấy cái chỗ đó, mà chỉ có mình thôi. Ngàn lần mình đi ngang là ngàn lần mình thấy sai. Như vậy chính mình mới là thấy cái của mình nhất. Và trong câu đó, Kinh Địa Tạng có câu: Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội cát. Diêm vương là mình. Mình là một ông diêm vương xử tội mình, vì mình có một cái nghiệp cảnh, tức là cái kiến nghiệp. Cái kiến nghiệp đó mới soi thấu mình thôi, chứ còn không ai soi mình được thôi. Cho nên Pháp Hòa cũng xin chia sẻ như vậy. Vậy thì nên im hay nên nói? Im để làm gì? Rồi bây giờ nếu nói, phải lựa lúc nói. Mà thậm chí mình sẽ thể hiện sự xin lỗi của mình không bằng, không phải là bằng lời xin lỗi, mà bằng sự sửa sai. Có nhiều lúc sự xin lỗi không phải là lời nói tôi xin lỗi, mà tự mình sửa sai. Bằng chứng là mình thường mua hoa để tặng, lỡ mà làm sai rồi giờ nói xin lỗi kỳ quá, nhột nhạt quá. Thí dụ biết lỗi, nhiều khi đi về cái tự lấm le lấm lét, rửa chén dọn nhà rồi giả lả cho nó xong chuyện, vậy cái tự nhiên nó què. Có không? Mình đã từng sửa sai kiểu đó chưa? Cho nên nhiều khi chỉ cần làm một cái việc tốt là tự đã nói lời xin lỗi. Cho nên cái câu kinh thể hiện điều đó mà: sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh phải điều không. Không cần nói gì nữa hết. Đi ngang thấy của người ta khỏi cần ê bên đó tôi không ăn cắp nghe. Không cần tuyên bố gì hết đó. Đừng chôn của người ta là tự đã nói lên cái chuyện của mình rồi. Hiểu được chỗ đó ha? Dạ. Trước hết con xin chúc thầy sức khỏe, kính chúc thầy luôn thật nhiều sức khỏe. Thầy giải thích giùm con việc thầy chú nguyện cho tượng Phật là sao? Em có chú thím gì trọng đâu. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Khi mình đi ngang cái tượng Phật hay bất cứ một cái vật gì, nó đập vô mắt mình, nó làm cho mình thích cái tượng đó, cái bức tranh đó hay cái vật đó, thì ngay lúc đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Cái vật đó nó đã ấn vào cái tâm mình, cho nên nó giữ mình lại nhìn cái đó. Rồi sau khi mình đi một vòng xong, mình nhìn cái chuông, mình nói trời, cái chuông này đẹp quá, thỉnh về cho thầy được nè. Cái bình bông này đẹp quá, thỉnh về cho mẹ nè. Cái ly này đẹp quá, thỉnh về cho ba. Như vậy thì cái vật đó nó ấn cái tâm mình rồi. Nhưng mình vừa thấy xong mình biết liền món này cho ai cho ai, thì lúc đó tâm mình gì? Ấn vật. Tượng Phật cũng vậy, mình thấy tượng Phật đẹp mình thích, vật ấn tâm mình, thỉnh lên chùa xin thầy chú nguyện giùm con. Bây giờ thầy cầm cái đó lên là vật phải không? Thầy lấy cái tâm của thầy ấn vô vật, gọi là tâm ấn vật.
mình là thí chủ đem lên là vật ấn tâm. Rồi thầy chú gì trong đó, nếu thầy là chú thì thầy đọc thím. Nếu thầy là thím thầy đọc chú à. Thật ra chú nguyện là gì? Nguyện là ước cái gửi cái năng lượng nguyện cầu của mình vào đó. Thí dụ như quý vị nhờ Pháp Hòa chú nguyện tượng Phật đi, hôm nay đủ duyên lành Phật tử Diệu Bông xin thỉnh là Đức Quan Âm về để an vị tôn thờ, học hạnh từ bi của Ngài. Xin Ngài luôn gia hộ cho Phật tử này thân tâm an lạc, phát triển lòng từ rộng lớn, nhẫn nhục nhu hòa như hạnh đức của Ngài. Thí dụ vậy, tức là thầy nhìn cái tượng đó, thầy nhìn đối tượng đó, thầy đem cái tâm thầy nguyện cho đó thôi. Chứ có thần chú, có linh thiêng gì trong đâu. Nhưng mà để cho nó linh thiêng, mình hết hồn cũng thầy không biết vẽ nữa chứ. Rồi mình đưa tay đưa chân rồi lên làm vậy đó. Mới viết tiếng Việt cũng được, viết tiếng Việt cũng nó ok. Ok, tượng này đẹp rồi đó. Mình thấy một cái vật mình nhớ tới người thân của mình, đó là vật ấn tâm mình rồi. Mình đem về mình tặng. Hồi nãy tôi bữa tuần rồi tôi đi chơi, tôi thấy cái món này tôi nhớ tới anh chị, tôi mua về cho anh chị. Rõ ràng mình thấy cái vật đó, tâm mình ấn vào đó, phải không? Rồi bây giờ cái người đó đem cái món quà về chưng trong nhà, và mỗi lần thấy món quà đó nhớ mình, vậy thì cái món quà đó là vật ấn tâm, tâm ấn vật. Vậy thì thưa đại chúng, chú nguyện là một sự thành tâm gửi cái lời cầu nguyện mình, cái tâm nguyện của mình cho một cái người Phật tử đó. Bây giờ quý vị nhờ thầy, có nhiều Phật tử đem tượng lên nhờ thầy khai quang. Khai quang ai? Khai quang cái tượng hả? Hay là khai quang cho người thợ? Nếu đúng ra thầy mà tinh tế là thầy phải khai quang cho người thờ, chứ không phải thầy khai quang cái tượng. Mấy ngày nay quý Phật tử mang cái tượng tâm thân lên á, nhờ Pháp Hòa chú nguyện, xong rồi mình cũng mượn 5 phút gắn pháp bửu lên, khai quang cho Phật tử liền. Đây là tượng trưng cho từ bi, tượng này là tượng trưng cho trí tuệ, bên này là dũng lực, ba đức tánh của Phật tử. Phật là từ bi, Pháp là trí tuệ, Tăng là dũng lực. Phật tử nghe giảng về cái tượng đó xong, hiểu biết về cái tượng của mình thờ là tượng sao, tại sao có ba thân, tại sao trên tay cầm nãy kia, cuối cùng ai được khai quang? Phật tử, người thờ được khai quang. Có nhiều vị đem cái tượng Phật lên, tự nhất là qua tượng qua Thái Lan, hãy có cái tay hay tượng Phật đây, tượng Phật phía sau này, một tay để lên trên này, một tay chạm xuống đất. Thầy khai quang giùm con đi. Họ chỉ tưởng là tượng Phật thỉnh về thờ thôi. Bây giờ Phật đâu cần mình khai, khai cho người thờ. Đạo hữu biết cái tượng này là tượng ai không? Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni. Ủa vậy hả? Hồi nào giờ con thấy Đức Phật Thích Ca để hai tay trên gối mà sao bữa nay tay thòng tay thả vậy? Tay nào mỏi thả. Vậy thì cái tay thòng xuống là gì? Chạm đất. Gọi là đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn địa xúc, tiếp xúc với đất. Đức Phật muốn nhắc nhở mình phải sống với thực tại, đừng có mong lung. Phải sống với thực tại, cho nên Ngài để cái tay Ngài xuống. Còn cái tay Ngài đưa lên đây, nhờ mình định, cho nên mình mới chạm được cái giây phút hiện tại. Nhờ quý vị có định, cho nên quý vị sẽ hưởng thụ những giây phút có mặt cho nhau. Rồi mai đây mỗi người một ngã, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Như vậy thì Phật tử thỉnh cái tượng đó xong rồi, hiểu biết cái tượng này tại sao như vậy, khai quát. Thỉnh tượng Ngài Bố Đại Hòa Thượng có 6 đứa nhỏ lên nhờ chú nguyện, mình cũng lâm râm, mình rù rì mà mình không nói cho người ta biết tượng này là gì. Đây là Bồ Tát Di Lặc, tượng trưng cho hoan hỷ.
Dạ hết giờ. Quan hỷ hết giờ. Vì vậy thì sáu đứa nhỏ đó là tượng trưng cho lục căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đứa nó móc miệng, đứa nó moi mắt, đứa nó móc lỗ tai. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý luôn luôn bị quấy rối hàng ngày, nhưng tâm mình vẫn không dao động, mình vẫn quan hỷ trước. Vậy thì sáu đứa nhỏ này là tượng trưng cho lục căn. Cái người ta vỗ bàn hỏi cái tiếp: có năm đứa mà thầy đếm đâu là sáu đứa? À, nếu chỉ năm đứa thì không có đứa ý, vì ý nó không có hình tướng, cho nên người ta không có tạc đứa thứ sáu. Đứa thứ năm là mắt, tai, mũi, miệng, thân thôi, không có đứa thứ sáu, vì ý không có hình tướng. Nhưng nếu tượng nào có đứa thứ sáu, nó ông này chắc sanh thêm. Vì có đứa thứ sáu là ta nói luôn cả sáu căn. Như vậy Phật tử thỉnh tượng, thầy nhìn tượng, tâm thầy ấn vô đó. Vật ấn tâm mà. Hồi nãy Phật tử thích nhìn cái tượng là tâm ấn, ấn vật, tâm ấn vật, cho nên thỉnh tượng đem lên nhờ thầy chú nguyện. Thầy chú nguyện nhưng mà thầy thấy tượng, thầy phải ấn tâm thầy vào tâm, rồi sau đó thầy khai quang cho người thờ. Như vậy không phải khai quang điểm nhãn cho tượng Phật, mà khai quang điểm nhãn cho người thờ. Sau khi nghe xong rồi trố mắt ra: vậy hả thầy? Khai nhãn rồi nè, điểm nhãn rồi đó, phải không? Cho nên trong kinh nói khi Đức Phật giảng pháp xong, trái đất rúng động 6 lần. 6 lần đó là gì? 6 căn mình rúng động. Bữa nay mình được mở mắt, tai mình được nghe cái tiếng mà giờ mình chưa bao giờ nghe, cho nên mình chấn động cả tâm can mình, chấn động cả cái nghe của mình, cái thấy của mình. Có phải là rung động 6 cách? Chư thiên trỗi, chư thiên rải hoa. Chư thiên là niềm vui, rải hoa là sự vui mừng tán tụng. Hồi nãy mình phàm phu muốn chết luôn, nghe không hiểu gì hết. Giờ nghe xong rồi, từ phàm phu mình trở thành thánh, mình trở thành chư thiên, mình không còn phiền não nữa. Như vậy kinh nói thật chứ kinh đâu nói dốc. Rồi tại mình chưa hiểu thôi, tại mình chưa hiểu thôi. Như vậy thì bây giờ quý vị hiểu được tại sao thầy cầm đó thầy nói gì đúng không? Thầy nói về nhà ở với người ta cho đàng hoàng, đúng không? Cho nên quý vị nhớ là thầy chú vô đó rồi, đừng có nghe lời người khác mà dẹp nhau không. Cách đây 1 tuần trước có một Phật tử lên nói với Pháp Hòa: thầy ơi, con thờ Quan Âm ngồi, con thấy Phật Thích Ca đứng ban phước đẹp quá, con thỉnh ngài con để luôn. Một người bạn tới không cho thờ, nói hai người này đâu phải vợ chồng đâu thờ chung. Trời đất ơi, mình phàm phu với mình với ông ấy, ông trời cũng phàm phu giống mình nữa. Mà nói tiếng Mỹ á, they are not couple. Rồi thì sao? Lấy cái miếng giáp tấn lại. Ông ở nhà ông nghe không? Bà ở nhà bà nghe không? Cho nên Phật cũng khổ với mình lắm. Rồi xong rồi tấn giáp xong, một bà khác tới: tại sao thờ vậy? Người đứng người ngồi, bởi đứng ngồi không yên. Bà nghe cũng có lý. Vậy bà mới lên chùa hỏi: vậy bưng ông nào xuống? Bưng ông ngồi hay ông đứng? Pháp Hòa mới nói: cô đi tới đây bằng gì? Có một ngày nọ họ bưng 2 tượng vô, nói: thầy, người ta dặn con không có được thờ bà lớn bà nhỏ,
bị gì tượng Quan Âm bự kêu bà lớn, tượng Quan Âm nhỏ kêu bà nhỏ. Pháp Hòa nói nếu mà bây giờ hỏi hai bà coi bà nào muốn ở lại. Mình không à, mình không chứ ngài, các ngài không nói gì hết. Cho nên đó, mình lấy cái tâm phàm phu của mình, cái cách sống phàm của mình, rồi mình cứ ráp vô cho Phật, rồi cuối cùng mình biến đạo Phật, biến đạo Phật từ một cái đạo lý sâu sắc, nhiệm màu, giải thoát, mà trở thành nó ràng buộc, chấp trước, nhỏ nhen, ba cái chuyện lặt vặt đó. Rồi mình làm cho giá trị đi xuất gia của một thái tử bỏ cung vàng điện ngọc, mình làm giá trị của một thái tử bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, không có lạ gì hết, dành chỗ ngồi với Phật tử. Hai, một tháng trước đi giảng, tới nhà vị đó nói, con thờ Phật ở trên lầu nhà con không có chỗ nữa, mà con thờ ở chỗ đó, trên lầu nhà con thằng bôi con nó ở, bạn con tới không cho, nói thờ như vậy thằng nhỏ tổn phước, con đuổi nó ra khỏi phòng. Hổng rài nó lang thang. Pháp Hòa mới nói bà làm ơn làm phước, bà thỉnh nó vô phòng lại đi, để không khéo nó chửi ông Phật tu đi dành phòng với nó. Quý vị thấy nói câu đó nghe được không? Pháp Hòa mới nói thí dụ nhà chị có chỗ, chị dĩ nhiên nếu có chỗ chị đã chọn chỗ tốt chị thơ rồi. Bây giờ nhà mình không có chỗ, mà mình thờ Phật là cái thành tâm của mình, mà mình muốn độ con mình, mình đi độ con mình, mà mình đi nghe một cái điều hướng dẫn mà nó lệch lạc như vậy, phòng có mà không cho con mình ở, chỉ vì lý do là ông Phật thờ ở dưới, mà trong cái ông Phật chỉ cái tượng thôi. Một đứa nhỏ biết ăn, biết nói, biết cảm, tương lai của nó sẽ trở thành một người làm lợi biết bao nhiêu việc, mình ổng đi cho nó một cái thuận lợi, đuổi nhỏ ra khỏi phòng, mai nó ngủ phòng khách, mốt nó ngủ nhà bếp. Nó nói mà nó bực lắm mà nó không dám nói, tại mở miệng ra tội nghe con. Đụng chạm tới thánh thần tổn khước nghe con. Thí dụ vậy. Thành thử ra mình đem Đức Phật, mình đem Đức Phật thành một cái người rất là bình thường. Giá trị tu hành của Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hơn 2000 năm, một cái chân lý nhiệm màu như vậy, rồi cuối cùng vô tay mình bóp méo hết trơn, thành ra tàu hũ xào, thay vì tàu hũ muối xả còn cầm được nguyên miếng ăn. Quý vị hiểu không? Cho nên chánh pháp, người tà nói pháp chánh, nhớ nha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.